phạn tê vi sâm vi sâm prakhana tha jati sarane na saham cha sĩ la ni vậy. Dạ con xin sám hối, con sai rồi. Ta ti yam mê ma yam phan te vi sâm vi sâm rakhana tha jati sarane na saham thang ya sam mang na ga tang u bo sát hăng ya cha ma. Bạch qua đại đức tăng, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới, đây vân dự hành theo cho được sự lợi ích lần thứ nhì, lần thứ ba. Và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh ngài Trí Đức Từ Bi Hoan Hỷ đăng đàn, thay mặt chư tôn đức tăng truyền trao tam quy bát quan trai giới đến hàng Phật tử của chúng con. Dạ, sa thú lành thai con kính dâng mít đến ngài ạ. Nam mô Bụt Thầy Dạ, Nam mô Tham Mai Dạ, Nam mô Sang Khai Dạ. Chư tiên trên lễ chư tôn thượng đức tăng trong những nước nam mà chúng tôi không rõ. Xin chào quý ni sư, quý cô tu nữ. Xin chào chư thiện nam tín nữ, thiện hữu trí thức. Xin được thay mặt chư tăng truyền tâm quy và pháp quan trai giới lên đạo tràng pháp hội. Bụt đăng sa nam ga tham mi con đem lòng thành kính. Xin quy đồng mong sa nam ga cha tham mi con đem lòng thành kính. Xin quy pháp sằng khang sa nam ga cha tham mi con đem lòng thành kính. Xin quy tăng đối với nhóm vị Bụt đăng sa nam ga cha mi con nên mang lòng thành kính. Xin quy Phật lượng thứ nhì đối với nhóm vị Đấng mang sa nam ga cha mi con nên mang lòng thành kính. Xin quy pháp lần thứ nhì đối với nhóm vị Sang khang sa nam ga cha mi con nên mang lòng thành kính. Xin quy tăng lần thứ nhì đã thì nhằm bị Bụt đăng sa nam ga cha mi con em lòng thành kính. Xin quy Phật lần thứ ba đã thì nhằm bị Đấng mang sa nam ga cha mi con em lòng thành kính. Xin quy pháp lần thứ ba đã thì nhằm bị Sang khang sa nam ga cha mi con em lòng thành kính. Xin quy tăng lần thứ ba Bồ Tát Sa Đà Nẵng và Cha Mẹ con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Nam mô Sa Đà Nẵng và Cha Mẹ con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Sẵn ca hăng Sa Đà Nẵng và Cha Mẹ con đem hết lòng thành kính xin quy y tăng. Đức Tỳ Giam Bi Bụt Đăng Sa Đà Nẵng và Cha Mẹ con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Lần thứ nhì Đức Tỳ Giam Bi Đăng Mang Sa Đà Nẵng Ga Cha Mi con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Lần thứ nhì Đức Tỳ Giam Bi Sang Ga Hăng Sa Đà Nẵng Ga Cha Mi con đem hết lòng thành kính xin quy y tăng. Lần thứ nhì Đức Tỳ Giam Bi Bụt Đăng Sa Đà Nẵng Ga Cha Mi con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Lần thứ ba Tất tỳ giảm bi đông mong sa đa năng go cha mi con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Lần thứ ba Tất tỳ giảm bi sang ga hăng sang go cha mi con đem hết lòng thành kính xin quy y tăng. Lần thứ ba Tỳ sa rằng nắp ga hát năng ni thi tăng pháp quy đảm bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu. A ma phan tê và chúng con xin vâng. Ba na thi ba ta quê ra mình y sẽ có bất năng sa ma đi giảm mi con xin bao nhiêu điều học là quy tránh xa sự sát sanh. Adinadana Veramani Sikhavanan Samadhyami con xin bao nhiêu điều học là quy tránh xa sự trộm cắp
abrahmacariyam veramani sikhavanang samadhyam vi. Con xin bao nhiêu điều học là quy chánh xa sự thông dâm mu sa wa da veramani sikhavanang samadhyam vi. Con xin bao nhiêu điều học là quy chánh xa sự nói dối sura me rayama chapama dathana veramani sikhavanang samadhyam vi. Con xin bao nhiêu điều học là quy chánh xa sự dục dụng rượu và các chất say vi ca la ô cha na veramani sikhavanang samadhyam vi. Con xin bao nhiêu điều học là quy chánh xa sự ăn sai giờ nên chẳng ghi đau quá như ta vi su ca đa sa na ma la gan tha vi lê ba na tha ra na man da na vi phu sa na tha na ve ra ma ni sa kha ba na sa ma di ya mi. Con xin bao nhiêu điều học là quy chánh xa sa mu ha pho kèn đờn xem mu ha nghe đờn kèn căn điểm thọ vật không vô tận và đều tràn hoa ôn chay saya nama saya nam veramani sikhavanang samadhyam vi. Con xin bao nhiêu điều học là quy chánh xa chỗ nằm ngồi nếu quá công và xinh đẹp. Mana ti bhata ve ramani sikha abadang samadhyami. Con xin vâng giữ điều học là cô ý tránh xa sự sạc sanh. Adinna dana ve ramani sikha abadang samadhyami. Con xin vâng giữ điều học là cô ý tránh xa sự trộm cắp. Aramacariya ve ramani sikha abadang samadhyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự thâm dâm. Mu sa wa da ve ramani sikha abadang samadhyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Sura me rayamat chap mamadathana ve ramani sikha abadang samadhyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say. Vikala phocana ve ramani sikha abadang samadhyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự ăn sai giờ. Na cha ghi ta qua đi ta vi su ca da sa na ma la yan tha vi le ba na tha sa na mang ba na vi pu sa da tha na ve ra ma ni si kha ba đăng sa ma di ya me. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự múa hát thổi kèn đờn xem múa hát nghe đờn kèn trang điểm thọ vật thơm dời phân và đeo trạng hoa. Uất cha sa ya na ma ha sa ya na ve ra ma ni si kha ba đăng sa ma di ya me. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa cho nằm ngồi nó quá cao và xinh đẹp. Y măng a thăng ga sam măng na ga tăng bồ tháp ban nhã tăng u bồ sát thăng y man cha ra tinh y man cha đi qua sang sam ma đề qua a thi ra khi tâm sam ma đi ya ma. Chúng con xin thọ trì ba quan trai giới tròn đủ tam điều của Đức Phật đã giáo truyền hầu để vâng giữ hành theo cho được trong sạch trong ngày nay và đêm nay. Mong cầu gieo được giống lành để thấy rõ Niết Bàn trong đời hiện nay.
Imani athasika badhani uposathasi lavasena iman charateng iman charivasam sathukam kattohangapamadena sammarakhitabbam. Chư Phật tử sẽ với tọa trì tâm quy và bắt con trai giới này tâm bảo rồi với năm ơn dự hành theo cho được trong sạch trọn ngày nay và đêm nay chẳng nên dễ vui. A ma phan tê và chúng con xin vâng. Sile na sugatin yon ti sile na phu ka sambada sile na niputin yon ti tasmai silang vị số tha ye. Các chúng sinh được sanh về cõi trời cũng nhờ dự giới, được giàu sang cũng nhờ dự giới, được giải thoát nhầm niết bàn cũng nhờ dự giới. Bởi các cây cho nên chư Phật tử phải ráng thọ trì giới luật cho được trong sạch, đừng để lắm nhờ. Sa thu sa thu đành thai uất tam ăn ghê na quan đề hằng ba đà phạn sum và ruột tam ăn buốt thể vô ca li tô đô sơ buốt thâu tam tu tăng mà măng uất tam ăn ghê na quan đề hằng thầm anh cha được vị thắng và rằng thầm mê vô ca li tô đô sơ thầm mô tam tu tăng mà măng uất tam ăn ghê na quan đề hằng sẵn khanh cha được vị thọ tam ăn sẵn khê vô ca li tô đô sơ sẵn khô Kamatu tăng ma măng sit thi ya janaka tha sin tham an tu sin tham an tu sin tham an tu idang phalang etasmin ratanat yasmin sambasadana che ta so cầu xin cho hòa của tâm tín thành tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn cho được thành tựu mỹ mãn cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thu lành thai Akasatha chapumatha devanaga mahetika bunyang no anumodan tikiranga khantu sasanang Akasatha chapumatha devanaga mahetika bunyang no anumodan tikiranga khantu no garu Akasatha chapumatha devanaga mahetika bunyang no anumodan tikiranga khantu nyatayo Akasatha chapumattha devanaga mahettika bunyang no anumodan tikirang rakhantu banino Akasatha chapumattha devanaga mahettika bunyang no anumodan tikirang rakhantu no sada. Chư thiên ngự trên hư không ma địa cầu thường ngự rõ thông mọi điều Long vương thần lực có nhiều a đồng sinh hoan hỷ phước điều chúng con hộ trì Phật giáo tăng bồi a các bậc thầy tổ an vui lâu dài viên thuộc tranh khỏi nạn tai a chúng sanh được hưởng phước dài bệnh lâu chúng con vui thú đạo màu a tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh. Nam mô Bích Tha Giá, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Ngài Trí Đức đã từ bi hoan hỷ thay mặt Chư Tôn Đức Tăng truyền trao tam quy bát quan trai giới đến hàng Phật tử của chúng con. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Ngài. Chúng con cũng hạ tâm cũng đã quan lâm vào đạo tràng chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới. Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng đã cùng với Nhật Quỳnh lễ bái tam bảo và thọ trì quy giới. Do phước mà chúng con đã trong sạch tạo được ra, chúng con thành kính dâng đến tất cả chư thiên, nhất là chư thiên hộ trì chánh pháp, còn mong quý ngài hoan hỷ tùy hỷ độ giáo pháp Đức Phật Gotama được bền vững lâu dài. Chúng con cũng kính dâng quả phước này đến với chư tôn đức. Nhật Quỳnh xin chia phước này đến đạo tràng pháp hội, mong rằng phước này trợ duyên quý ngài quý vị an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Gotama. Nam mô Bích Tha Giá, cũng do quả phước này trợ duyên chúng con phát sanh trí tuệ để chúng con tu tiến sớm đạt đạo quả giải thoát. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ngài Liễu Tâm cùng chư tôn đức vừa quan lâm vào đạo tràng.
Nhật Bình kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Bình kính chào quý anh chị em đạo hữu. Dạ, do nét của con nó té lên rất xuống nên con làm trễ giờ của đạo tràng hết mấy phút rồi. Dạ, bây giờ Nhật Bình kính mời quý vị cùng với Nhật Bình lắng tâm thanh tịnh, cung thỉnh Pháp Sư trước khi chúng ta được Ngài Liễu Tông giảng giải những câu hỏi trong đạo tràng. Và Nhật Quỳnh kính mong quý vị chuẩn bị những bàn tay, chuẩn bị những câu hỏi chết chát lên. Và vị nào có thể làm thị cho Ngài thì cũng xin mời bàn tay. Dạ, bây giờ Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh cũng thỉnh Pháp Sư ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu a da ha sa nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu a da ha sa nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu a da ha sa ram ma cha lo Ramma cha lo ka thi ba te sa ham ba te ka tan cha li an thi wa rang a ya cha tha san te sa sat ta ba ra cha pha cha thi ka de se tu tham mang anu kam bi mang ba chang sa tham ma phê riêng bi na yan cha ka yang suat tan cha bang thang a bi tham ma cham mang a cơ ca dành tơ ca tư sát ta đăng đăng bập bở thà nay dê bà đi xa và mặt chê. Chúng sanh tất cả bốn hàng như sen trong nước minh quang luôn chờ trời lửa mọc đặng nhờ ánh sáng trở hoa lành đại tạng mùi hương. Pháp màu ánh sáng phi thường chiếu khắp ba cõi rõ đường an vui. Phàm thiên vẫn ngầm ngùi khẩn khoản Phật nhận lời nhưng chẳng dị hơi. Quyết lòng mở đạo dạy đời nhắm vườn lộc gia ngày dời chân sang. Thuyết pháp độ các hàng đệ tử có năm thầy thỉnh giữ pháp từ. Đó là Nhôm Kiều Trần Như được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp vẹn toàn. Một lòng chăng thối không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cà tam dời thừa ân phổ cập đa mưa lành rưỡi khắp y gian. Ràng thật phai đàn tự bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni tối mê cầu được tri tri vẹn toàn. Nam mô Bụt Tha Giá. Và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh Ngài Liễu Tâm từ bi hoan hỷ đăng đàn để thử âm thanh ạ. Và con kính dâng mít đến Ngài. Nam mô Bụt Tha Giá. Nam mô Tát Sa Pa Va To A Ra Ha To Sam Ma Sam Bu Tát Sa. Nam mô Tát Sa Pa Ga Va To A Ra Ha To Sam Ma Sam Bu Tát Sa. Nam mô Tát Sa Pa Ga Va To A Ra Ha To Sam Ma Sam Bu Tát Sa. Nam mô Bụt Tha Giá. Kính bạch Tiểu Thông Hiền Giả, kính thưa chư cần sĩ nam cư sĩ nữ trong đạo tràng, hy vọng quý vị nghe tiếng chúng tôi rõ. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, sa thú đăng thai. Dạ, con nghe âm thanh ngày rõ nhưng mà không có được to như mọi ngày bạch ngày. Không biết là do máy con hay do cái đường truyền của con. Đạo tràng nghe âm thanh ngày có rõ không? Quý vị có thể cho một tín hiệu không quý vị? Dạ, con thì nghe được nhưng mà con thấy không có to bằng mọi ngày. Dạ, cảm ơn Thanh Quang. Dạ, cảm ơn đạo tràng. Dạ, bây giờ Nhật Quỳnh kính mời bàn tay quý vị. Vị nào có thể lên làm thị giả cho Ngài thì xin đưa bàn tay. Nhật Quỳnh xin nhường mic, hoặc là quý vị đưa bàn tay lên để có thể hỏi Ngài câu hỏi mở hàng cũng tốt luôn. Hoặc là quý vị có thể chết chát lên thì trong khi chờ đợi bàn tay của quý vị để làm thị giả cho Ngài, Nhật Quỳnh xin phép được đọc để thỉnh Ngài. Niệm Từ ơi, Niệm Từ có câu hỏi không?
Dạ, đạo tràng có câu hỏi nào mở hàng không? Alo, Niệm Từ hả? Rồi, mời Niệm Từ nha. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sân Tha Giá. Con kính đảnh lễ sư Liễu Tông, con kính đảnh lễ sư Trí Đức, con kính lễ bí bảo của tu nữ trong đầu tràng, con kính lễ chào đầu tràng. Dạ, cảm ơn sư Nhật Quỳnh, cảm ơn Thiện Vũ, cảm ơn sư Mita. Dạ, mình từ mới vô thì Nhật Quỳnh đã bảo mình từ hỏi câu đầu tiên. Thì chúng tôi cũng chưa chuẩn bị sẵn. Thì hơi giận. Dạ. Dạ thưa Bạch Ngài, cho con hỏi. Hiện tại bây giờ là trong cái mùa lễ dân y, thì tất cả các đại chúng nơi nào cũng là rất là hân hoan để mà chuẩn bị để mà lo những buổi lễ di dân y. Thì theo con cũng có nghe quý sư dạy và con biết, thì thí dụ như một vị mà làm thí chủ của một buổi dân y, hay là những cái Phật tử đi dự một buổi quân dân y với những cái tâm trong sạch và luôn, thì sau này sẽ được năm điều tốt là sắc đẹp, sống lâu, giàu có và được trí tuệ. Hình như là năm điều đưa đó, mà con cũng không nhớ rõ là thứ tự như thế nào. Dạ Bạch Ngài, nếu mà năm cái điều phước báu đó là sức khỏe, giàu có, xinh đẹp, sống lâu như vậy á, thì nếu mà mình đi hay là dự một buổi lễ dân y, hay là mình làm thí chủ của một buổi dân y đó, mà mình để mình ước mơ để mà được bốn cái điều đó, thì cái bốn cái điều đó đó có làm cho cái con người mình nó sẽ trói buộc vào để mình còn phải trở lại luân hồi nữa không vậy Bạch Ngài? Hay nhưng mà đạo Phật mình thì lại muốn là giải thoát. Thành ra con không có hiểu rõ những cái điều đó. Nếu Ngài nghe câu hỏi của con rõ thì con mong Ngài giải thích cho đạo tràng và cho vợ con hiểu rõ thêm ạ. Nam Mô Bích Tha Giá, con xin dâng mít ra cho Ngài. Nam Mô Bích Tha Giá, kính bạch chư tôn hoàng giả, kính thưa chư quý vị. Thật ra là một phước nào thì nó cũng có nhiều cái điều kiện. Nhưng mà cái mà lợi ích vừa rồi đó là nói chung cho tất cả các loại thiện pháp, chứ không phải là dân y. Dân y nếu mà làm đúng mức thì cái quả báo nó hơn rất là nhiều. Quả báo hơn rất nhiều. Mà cái quả báo này là do Đức Phật thuyết, chứ không phải là do chư Tăng. Nhưng mà bài thuyết của Đức Phật này thì nó nằm trong Đại Chú Giải Ma Thạc Thả. Cái đoạn đó gọi là Bà Kim Na Cả Đê Sa Na. Nó tương đối nơi dài tiếng Bali, chúng tôi xin tóm tắt về vấn đề mà bằng tiếng Việt để quý vị nghe. Còn cái bài mà dân y sao cho đúng để được hưởng những cái điều như vậy đó, quý vị vô trong cái website của chùa Bửu Long, tức là trung tâm hộ tông .org, thì có cái bài về lễ dân y của Ngài Hậu Pháp, Đạo Pháp ở Viên Không đó, thì rất là rõ ràng. Thành ra quý vị vô coi để biết làm thế nào để dân y cho nó đúng chứ, thì nó mới có quả báo, chứ còn nếu làm sai chưa chắc. Thì Đức Phật dạy trong bài Kinh và Kinh Nó Cả Đê Sa Na là nghe là hằng ngày cúng dường đến chư Tăng nhiều vàng bạc châu báu, từ chất cao từ cõi người đến cõi trời, phạm thiên sắc giới, cứu cánh thiên, không bằng quả báo của lễ dân y, 1/16 của quả báo của lễ dân y. Cái thứ hai nữa đó, có 100 con voi quý, con ngựa quý, nghĩa là bao nhiêu bông này kia sùm đó, để mình dân cúng đến chư Tăng nhập hạ,
bằng những cái đợt cổ quý nhất trên đời này cũng không bằng quả báo của một phần 16 của một lễ dân y. Rồi mà dân cúng đến chư tăng nhập hạ nhiều thứ vật dụng đầy đủ để cho chư tăng sống còn đó, thì quả báo cũng chỉ là một phần 16 của một lần lễ dân y thôi. Nghe là có 4-5 đoạn như vậy đó, thì cái chuyện mà quả báo của lễ dân y là nó hậu quả không không thể nghĩa là lường được. Và bên cạnh đó thường quý vị nghe các vị nói là dân y thì sau này sẽ làm đây hệ phí cụ, nên nhớ muốn thành trở thành đây hệ phí cụ đó nó không phải là chuyện dễ, bởi vì nó có nhiều cái điều kiện khác nữa. Mà cái điều kiện mà cần thiết nhất là cái vị đó sau khi nghe thuyết pháp đó, hoặc thuyết pháp xong đắc tối thiểu là sơ quả, đắc tình thánh thứ nhất rồi sinh tu thì mới được đầy hệ phí cụ vào thời của Đức Phật như vậy đó. Thành ra cái chuyện dân y là quả báo mình không thể dùng cái gì mà để đo lường được. Nhưng mà quý vị nên học về cái cách mà làm thế nào để dân y cho nó hoàn hảo thì cái phước nó mới được như vậy. Chứ còn mà nghe người ta nói để dân y mình cũng mua cái gì mình chấp hàng mà đi vòng vòng anh đây kia sùng đó, có nhiều cái nó không phải dễ dàng giống như mình nghĩ để mình có được cái phước báo to lớn như vậy. Thì chúng tôi khuyên quý vị nên vô cái website của chùa Bửu Long đó, thì em thấy cái quyển mà lễ dân y của ngài hộ pháp ở Viên Không thì ngài viết rất là rõ ràng, có đầy đủ cho quý vị chứ không phải đọc, quý vị ráng đọc để hiểu rõ ràng rồi có cơ hội để làm lễ dân y thì mới sẽ được như vậy. Chứ còn nếu không thì cũng không có gì sẽ bảo đảm chắc chắn hết. Nam mô Bích Thầy giá. Nam mô Bích Thầy giá. Dạ con thấy xích niệm từ đã kính tri ân ngài rồi. Nhục mình chờ niệm từ cầm mít mà không thấy nhật niệm từ cầm mít. Dạ con thành kính đảnh lễ tri ân ngài đã từ bi trả lời câu hỏi của xích niệm từ. Dạ đạo tràng còn vị nào có câu hỏi không? Xin mời bàn tay quý vị ạ. Dạ. Dạ mời quý vị câu hỏi hoặc là chất chát. Nguyên Tịnh có câu hỏi không? Nguyên Tịnh, Xích Duyên, Xích Thiện Vũ, Xích Tô Thị Phúng. Dạ, Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng Xích Kim. Dạ, mời quý vị có thể đưa bàn tay lên ạ. Hỏi hoặc là có câu chích ắc. Nhật Quỳnh xin phép. Dạ, khi chờ đợi câu hỏi, dạ con xin hỏi tiếp cái câu của Xích Niệm Từ Bạch Nhài. Niệm Từ nói là nếu mà mình gì, mình nghe cái cuộc lễ dân y, mình có nhiều phước báo quá rồi mình làm rồi mình dính mắc vào đó. Nhưng mà con thì con nghĩ như thế này, không biết có đúng không. Ví dụ rõ ràng mình biết là phước báo dân y có nhiều quả báo, nhưng mà với cái tâm mình là ví dụ như con đi, con làm một cái lễ dân y con cùng phước, hoặc là con làm thí chủ, con chỉ mong một điều là do cái phước này nè, và qua đời này kiếp khác một lúc nào đó con có thể xuất gia theo cái tính cách ê hí phí khú này. Đầu tiên con biết đạo nguyên thủy, con nghe quý sư giảng, con quan hỷ nhất cái cảnh mà có thể đời này kiếp khác mình có thể xuất gia với cái hướng bích khứu. Như vậy trong như vậy mình có bị dướng mắt không, và trong cái lúc mà mình ước như vậy rồi mình nuôi cái mộng để làm thí chủ một ngày, như vậy mình có tham không? Dạ mình có tham không một ngày? Con kính nhân bích đến ngày, ngài có thể chỉ dạy cho con biết hơn ạ. Con kính nhân bích đến ngài. Nam mô Bụt Thầy.
Nam mô Bụt Thầy gia kính bạch chư tôn ngài giả kính thưa chủ gì mình có tham hay không mình biết chứ sao hỏi người khác được. Muốn làm cho nó có quả báo chắc chắn như vậy đó, nó có bao nhiêu chuyện chứ không phải nó dễ như mình nghĩ là mình dân y là không có gì bảo đảm hết đó. Mà chưa chắc dân y đó, cái kiểu dân y của mình đó, bây giờ đã chưa chắc nó có khả năng nó cho quả, nên nhớ chuyện đó. Quý vị đừng có nghĩ là ai cũng có thể là dân y là có thể có quả không, cái chuyện đó mình không nên mơ mộng viễn vọng như vậy. Ví dụ những người mà gặp Phật mà có thể đắc được đạo quả đó, có nhiều vị đi kiếm áo không có, phải bị bò hút chết rồi này kiếm sùm đó, nghĩa là người ta vẫn trong thiên kiếp vẫn có thể cái có dựng lễ dân y, nhưng mà cái lễ dân y đó nó không có khả năng để nó cho quả, là nhớ chuyện đó chứ không phải là. Chứ nếu mà mình không có làm những cái lễ gì, làm sao mình có thể mình gặp Đức Phật, mình nghe Đức Phật nói một câu mình đắc đạo quả được, nên nhớ chuyện đó. Nó rất là nhiều khê, trong khi đó mình làm bất cứ cái việc gì đó, tác ý ba thời hay bốn thời nó phải trong sạch, phải có năng lực, thì cái đó nó có thể cho quả, còn nếu không chưa chắc. Bởi vì nó bị bào mòn bởi những cái ác pháp của mình, nó bào mòn bởi những cái ác nghiệp khác nó vô, chứ không phải là nó không vô. Mà mình nghe không có hết, không đầy đủ, mình tưởng đâu mình tạo phước báo như vậy, vậy mình sẽ được ai hiểu thí cụ. Nhưng chúng tôi lặp lại, nếu quý vị mà nghe pháp mà không được đắc sơ quả thì không thể được làm cái hiệp biết cũng như thường, chứ không phải là muốn cái hiệp biết cụ là lúc nào cũng được, không phải. Cái hiệp biết cụ trong thời gian Đức Phật quý vị đếm ở trên đầu ngón tay, mà bao nhiêu người gặp Phật đắc đạo quả thời Đức Phật biết bao nhiêu người, nhưng mà được đếm trên đầu ngón tay, được làm hiệp biết cụ. Nó không phải là cái chuyện mà giống như là mình muốn lấy đồ túi ra là lấy, không phải. Thành ra phải đọc những cái chuyện mà liên quan tới cái những cái cách thức mà để làm thế nào để cho cái những cái điều kiện mà mình tạo nó phải đầy đủ thì mai ra nó cho quả đó. còn không có chưa chắc, không có chưa chắc, đâu phải dễ đâu ha. Bây giờ nó nhớ là gặp Phật sau thời xưa mình gặp Phật mình ở xứ này đó, để mình có thể làm ê với cụ hay làm cái vị Phật, cái vị mà tinh văn mà có khả năng đệ nhất thần thông, đệ nhất trí tuệ này kia chồng đó, nó rất là hiếm hoi. Trong khi quý vị thấy Đức Phật thiếu một vài pháp đó, chư thiên ở cái cõi gần gần hoặc ở cõi xa mà ta nghe thì xuống ta tính pháp không đó. Đắc quả là tính đếm đầu ngón tay không được, phải đếm, chắc phải dùng computer đếm cái máy tính chứ chắc tính được đó. Nó những cái đó là nó có những cái điều kiện khác nhau, tại vì mình vẫn dính mắc là phải muốn làm người để gặp Đức Phật, để thành đây hiện thực cụ đây là được Đức Phật nghĩa là cho cái chức vụ là đệ nhất thần thông hay là đệ nhất cái gì đó. Mình lang thang bao nhiêu cõi mà quý vị nên nhớ đó, khi mà Đức Phật bao nhiêu tối thiểu 4 a tăng kỳ mới xuất hiện một vị, mà khi mà xuất hiện một vị rồi đó thì cái số người mà họ sắp hàng trước mình nó cũng đã nhiều để chứ đừng nói ít. Thành ra mình cái tu nháp không mà mình mà hy vọng nhiều quá không nên. Cái mà giản tiện nhất khi mình làm phước là những cái gì liên quan tới điều mình học hỏi đó, mình chỉ cần nguyện thành tinh văn thường được rồi, nghĩa là mình mơ mộng gặp Phật để thành này nọ, chứ xin thưa quý vị cái luân hồi này nó khổ lắm, cái tam thế này nè nó khổ lắm. Thành ra mình chỉ cần không gặp Phật cũng được, gặp các bậc tinh văn đệ tử ngài cũng được, chỉ cần đắc sơ quả cái là thấy cuộc đời nó hay quả. Bởi vì tối đa quý vị chỉ được còn được 7 kiếp nữa là quý vị không còn sanh tử nữa. Cái đó là cái chuyện mình có thể mình hy vọng được, mà dễ hơn cái chuyện là mình trở thành cái vị hệ phức khu hoặc là cái vị mà có được chứng là đệ nhất về thuyết pháp, đệ nhất về cái này, đệ nhất về kia. Mình mơ màng cái đó làm gì, mình không sợ khổ ở cái cõi luân hồi nè, phải không? Nam mô Bụt Thầy gia. Dạ, sa thú lành thai, con thành kính tri ân ngài rất là nhiều đã trả lời câu hỏi của con. Gia Nhật Quỳnh kính mời bằng thai quý vị và mời những câu chích chát ạ. Dạ, trong khi chờ đợi con xin chia sẻ cái ý nghĩ của con hiện tại.
Dạ, cái lúc con mới gặp được giáo pháp thì con ước mơ như vậy, nhưng mà càng học thì con càng thấy cái luân hồi nó quá dài và dài. Con giờ con quá sợ nên con giống như nghĩ là tu sao không cần biết, miễn ráng tu sao mà để sớm giải thoát đoạn tận khổ tái sanh luân hồi là tốt rồi, chứ còn luân hồi thì mình còn tạo điều ác. Con nghĩ vậy thôi. Dạ, không biết có đúng hay không, nếu con có sai thì ngài chỉ dạy lại cho con. Dạ, con kính nhân bích đến ngài, ngài chỉ dạy cái ý nghĩ con hiện tại như vậy có được hay không, hay là phải tu tập như thế nào. Con kính nhân bích đến ngài ạ. Nam mô Bụt Thà gia kính bạch chư tôn thì dạ kính thưa chủ gì chúng tôi nói rồi nên ráng, nghĩa là học đủ để đắc sơ quả là thấy đời nó vây phả rồi, chứ đừng có học mà bên cạnh kèm theo phải là đắc đó mà phải có cái này có cái nọ để được vô tâm tạng rồi này kia xong để đợi ấy. Cái đó là nó thật sự cho mình phí thì giờ chi mấy chuyện đó, bộ luân hồi bao nhiêu kiếp chưa đủ khổ bây giờ, phải không? Thành ra cái chuyện mình đó, chúng tôi nói rồi, quý vị vô chùa hồi xưa là vô chùa đó, hàng ngàn năm về trước người ta vô chùa người ta tìm sư gặp sư ta cầu đạo, còn bây giờ đó đa số Phật tử xin là Phật tử vô chùa để cầu an cầu siêu không thì làm sao đắc được. Chúng tôi khuyên quý vị nhiều lần là vô chùa phải ráng gặp ông sư để móc túi ổng, mà quý vị coi thường cái chuyện móc túi ông sư là quý vị cái tu nháp không à, đặt cái quý vị cái tu nháp rồi làm sao mà có thể ấy được. Nghĩa là cái mục tiêu của mình, quý vị nên nhớ là cái thấp nhất trong trong cái mà khả dĩ để đi xa nhất đó là cái bờ sơ quả, vì làm sao đắc được sơ quả là bảo đảm thế nào có đi ra khỏi luân hồi, tối đa là 7 kiếp thôi. Còn bây giờ mình không có được cái sơ quả thì mình có muốn hy vọng cái gì cũng là rất khó, chứ nào dễ giống như mình nghĩ rồi. Với cái luân hồi này là một khi mà dẫn cái giáo pháp của một cái đấng toàn giác rồi đó, thì lúc đó mình thiện pháp, thiện hay ác mình cũng không phân biệt được, thì làm sao mình có thể mình hành cái pháp của bậc đạo sư giống như Đức Phật được. Mà mình không có phân biệt được thiện ác thì tối ngày mình làm cái chuyện xấu mà mình cứ tưởng đó là chuyện tốt. Nó nguy hiểm cái chỗ đó, nguy hiểm cái chỗ là mình không thể phân biệt được cái nào tốt, cái nào xấu. Khi mà mình làm cái chuyện gì đó nó xấu mà được người ta vỗ tay cái mình tưởng đó chuyện đó tốt là mình mê mờ, trong đó là mình càng khổ thêm, nhưng có lợi gì đó. Thành ra những cái lúc ngủ dị vô trong những cái rung Phật pháp vậy nè, ráng cố gắng móc túi mấy ông sư để làm cái tài sản riêng cho mình. Lúc nào đó có thể mình trong cái đời luân hồi còn lại thì có thể mình có khả năng để mình có thể mình đi ra khỏi cái đời ô trọng này được. Chứ còn mình vô mà mình không có chịu học hỏi mà chỉ ngồi ngó trời ngó đất cho hết giờ rồi ra đó, thật sự ra quý vị cái gì? Tôi nói cái này quý vị về thử nghiệm mình cái trong một cái lớp vậy à. Nghĩa là cái lớp họ hỏi như trả đáp chúng tôi thì ít có người nghĩa là có thể là thấu thập được nhiều, bởi vì cái câu hỏi của người hỏi nhiều khi mình không có nằm trong cái phần hùng đó nên mình không có biết được. Nhưng những cái bài của các vị khác giảng hoặc những cái câu kinh pháp cú mà có ngày trưởng lão ngày dạy quý vị đó, quý vị nhớ được bao nhiêu câu rồi, quý vị hiểu được bao nhiêu chuyện rồi, nó rất là khiêm nhường đó. Mà cái đó vẫn là Phật ngôn quý vị, nếu mà đàng hoàng thì câu kinh pháp cú cũng có thể giúp quý vị đi rất là xa trong giáo pháp Đức Phật chứ không phải không. Nhưng mà thường thường quý vị không nghĩ tới, nên nhiều khi mình có của mà nó biết xài không? Để lần lần này nó cũng mất, bởi vì cái trí nhớ của mình, cái trí tuệ là vô thường, nó không ở với mình lâu đó. Mà dẫu cho nó ở với mình có lâu đi nữa thì cũng chỉ chấm dứt hơi thở mà mình sanh làm cái chúng sanh đi bốn cảnh này, những cái chuyện mà mình học đó rồi kể như là xong hết không?
cô thiên cả địa hết, cho làm sao mà giữ được hoài. Mình phải ráng cố gắng mà học những cái mà liên quan tới giáo pháp Đức Phật, mình ráng giữ lại đó. Giữ một cách mình lặp đi lặp lại để mình hiểu rõ ra đó. Thì nó có lợi bao nhiêu chuyện, và kiếp sau nó là cái cơ duyên để mình gặp lại được Phật pháp. Chứ còn nếu mình không có tạo cái duyên cho mình thì chưa chắc kiếp sau mình gặp lại được Phật pháp. Thì những cái điều gì mình học trong kiếp này là cái bỏ qua vài kiếp thì nó cũng biến mất thôi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ, sa thú lành thai, con thành kính đảnh lễ tri ân Ngài đã chỉ dạy câu hỏi của con, cho con hiểu thêm một chút để con tu sửa lại cho mình. Và một lần nữa, Nhật Quỳnh kính mời quý vị, mời những bàn tay và mời những câu chết chát. Nãy giờ Nhật Quỳnh hỏi mấy câu rồi quý vị. Quý vị có thể cho một câu đi cho đạo tràng ấm nóng lên và thay đổi không khí đi. Như Thật ơi, Như Thật mỗi lần có những câu hỏi rất là hay. Dạ, kính mời Như Thật, nhà mời đạo tràng ạ. Dạ, con không thể để đạo tràng trống vắng được, con xin hỏi tiếp một câu nữa. Dạ, kính mời quý vị nha. Dạ, bạch ngài là nói về mình làm sao cố gắng như thế nào để đắc được đạo quả tu đạo quả. Nhưng mà ngài cho con hỏi cái đạo quả tu đạo quả có phải gọi là đạo Phật tinh văn chưa bạch ngài? Nếu mà đắc sơ đạo như vậy có phải là đã đắc tinh văn chưa? Tại vì lúc sáng ở chỗ con thì học ở trong lớp học với Thất Thâm Má đó, thì con thấy có vị nói là chắc lên nói là tu đà quần, quả gì tu đà quần là Phật tinh văn. Con không biết điều này có đúng hay không, con cũng thỉnh ngài chỉ dạy cho con ạ. Nam mô Bích Tha. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư quý vị, thì cái quả gì mà giải thoát là gồm có toàn giác, độc giác, tinh văn, tinh nhân giác, thì bốn cái hạnh thánh là tinh văn giác. Tinh văn giác cao nhất là bậc a la hán tinh văn. Bởi vì nó nhớ a la hán nó có ba bậc là A-la-hán, toàn giác, a la hán độc giác và a la hán tinh văn. Đó, tức là a la hán mà nghe pháp từ Đức Phật và các vị thịnh văn khác đắc a la hán, đó là thịnh văn. Còn bậc a la hán mà độc giác và a la hán toàn giác thì cái vị đó là không có thầy, không có thầy, tạo đầy đủ ba la mật rồi lang thang trong rừng rồi ngộ đạo a hán. Nhưng mà ngộ đạo theo toàn giác thì còn đi kiếm người mà truyền lại được, dạy được. Còn a la hán độc giác thì ngộ xong rồi để sẵn mình chứ không có chia sẻ chạy được hết. Thì sơ đạo, sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả là a la hán tinh văn. Mà tứ quả tự mình giác ngộ thì a la hán toàn giác hoặc a la hán độc giác thì thôi. Nó không có gì khác nhau. Nhớ tinh văn tức là mình nghe. Thanh văn đó nghe từ người khác, xả quá cả tức là nghe từ người khác nha, để đắc cái đó. Còn bậc độc giác với bậc toàn giác là tự mình đi tìm hiểu rồi tự mình ngộ lấy. Thành ra khi quý vị đọc cái câu mà lễ bái Đức Phật đó, Nam mô Tạch Xạ Phá Quá Tô đó, Tô Sa Ma Mô Tạch Xạ đó, thì mấy ngày dịch nó làm con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phật qua đó. Ngài là bậc A La Hán cao thượng, được chứng quả chánh minh trị do ngài tự ngộ. Rồi đã vậy còn thêm câu thọng nó không thầy chỉ dạy. Tức là ngài không có thầy. Còn mình thì phải có thầy. Nhưng mà giờ vậy nào đây là nguyện độc giác hay là nguyện toàn giác thì một gia tăng kỳ nữa có thể đắc, không cũng không có thầy. Còn bây giờ mà đang học cái giáo pháp Đức Phật thì gì, ngài vô rung ngày nào đó tự nhiên trí tuệ phát sanh rạng ngời sáng tỏ, tiêu diệt được 5-7 cái phiền não gì đó, thì lúc đó gọi là tinh văn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ, xà thủ lanh thai, dạ con thành kính tri ân ngài đã đắc thắc mắc của con ạ. Con đã hiểu được rồi. Một lần nữa Dục Quỳnh kính mời những câu hỏi và mời bàn tay quý vị. Và cảm ơn sách giá đã cho câu hỏi. Và kính lễ cô tu
tu nữ Phúc Hạnh giờ Quang Lâm vào đạo tràng. Dạ, con xin đọc câu hỏi của Sách Giá. Dạ, Nhật Bình kính cảm ơn Sách Giá. Nếu nghi nhưng không thể tham dự được thì chúng con nên tác ý như thế nào để trọn vẹn phước báo? À, dạ, con kính nhân mít đến Ngài ạ. Nam mô Bồ Tát, dạ kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chủ, vị tác ý như thế nào thì mình cũng không thể hiểu được tường tận cái việc mà mình làm. Đó. Thành không thể nào hưởng được trọn vẹn phước báo cả. Bây giờ mình nói lửa nóng mà mình không rời vô làm sao biết nó như thế nào. Thành ra thường thường đó là ngoại trừ một số người cái điều kiện nó bắt buộc như vậy, nhưng mà những cái người nào muốn được hưởng đầy đủ báo lễ nghi là phải bố thí tự tay mình bố thí và bố thí tặng chư tăng. Bởi vì lễ y là bố thí cho chư tăng, lễ dân y đó là bởi lễ y đó bố thí cho chư tăng, dâng đến chư tăng. Thành ra quý vị nên nhớ, quý vị vô nếu để cái nơi mà ta làm đàng hoàng thì quý vị cái y mà để làm lễ nghi, quý vị sau khi mà đi những Phật xong rồi đó, vô để trước mặt chư tăng, chứ không có gì nào nhận hết đó. Bởi cái đó là dân cho chư tăng. Thành ra mấy cái đó quý vị phải học để hiểu, chứ ngay cả dân tận tài cũng phải biết, chứ không phải là không có gì nào nhận hết. Sau khi chư tăng nhận cái đó rồi mới tụng tuyên ngôn, rồi lựa người nào có đủ điều kiện để nhận cái gì đó thì rồi mới đưa cho gì đó làm những cái điều kiện cần thiết để có thể là thành tựu lễ dân y. Nghe lễ nghi là không có dân tới tay ai đó, dân cho chư tăng là cái bước nó mới cao dày cái lớn vậy đó, chứ không phải là nếu mình nói dân trong sư đó thì cái bước nó đâu có nhiều, phải không? Thành ra chúng ta nói rồi quý vị ráng chịu khó vô cái website trung tâm hộ tông đó rồi gì đó, lấy cái quyển lễ dân y của ngài Hợp Pháp và đọc để hiểu những gì cần phải làm nếu mình có tác ý muốn làm lễ dân y hoặc chủ lễ nghi. Nam mô Bổn Thầy ạ. Dạ, Nam mô Bổn Thầy, dạ, Nam mô Tham Ma, dạ, Nam mô Sang Kha, dạ, dạ con xin đảnh lễ sư Trí Đức, sư Liễu Tông, quý sư, quý cô tu nữ, kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ thưa sư, con có một câu hỏi liên quan tới nãy sư giảng cái phần mà chứng thánh rồi đó sư. Thì theo con có lần nghe thì một cái người mà chứng thánh á, thì người ta chỉ là sống không quá 7 ngày. Cái đó là chỉ là cư sĩ hay là những cái vị tu sĩ xuất gia thưa sư? Tại vì con thấy cái thời mà Đức Phật thì cũng có rất là nhiều mấy vị thánh tăng, thì cũng trong những cái thời Bình Nhật rồi người ta vẫn là thánh, chứng thánh. Nhưng mà còn nếu mà bây giờ không có cái trường hợp như vậy, mà nếu mà người cư sĩ hoặc là những người nào mà người ta chứng thánh thì là người ta không có sống được quá 7 ngày. Xin sư giảng rõ những cái điều chỗ đó cho con hiểu. Và con xin cảm ơn sư ạ. Nam mô Bổn Thầy, dạ kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư quý vị. Cái vị mà chứng quả đó, tính từ sơ đạo cho tới sơ quả tới tam quả đó, thì sống chừng nào hết tuổi thọ thời thở thôi. Mà chỉ có cận sinh nam cận sinh nữ đó mà chứng thành bậc A La Hán đó, thì nếu mà không có tu thì nghĩa là đi đoàn tụ trong ngày đó chứ không có cái gì 7 ngày đó. Chỉ sống được có một ngày sống rồi đó, tùy theo thí dụ như bây giờ đất thì chỉ sống được tới mặt trời mọc thôi chứ làm gì mà có sống được tới 7 ngày, sống một ngày mà thôi ha. Cái này cho nhiều nơi trong chú giải nói, nhưng mà quý vị cũng biết quý vị học như ngày kinh Pháp Cú như ngày Di Đức á, coi câu kinh Pháp Cú à, chúng tôi nhớ không rõ như 360 nhiều đó nói về bà Hoàng Hậu Khê Ma đó. Đó.
Thì bà ok mà khi mà vô nghe Đức Phật thuyết xong cái nhà bà mới đắc tứ thánh quả. Thì Đức Phật mới hỏi Vua Bình Sa Dương là nên để cho bà ở hay để bà đi. Thì Vua Bình Sa Dương là bậc thánh mà ông biết liền, Vua Bình Sa là bậc thánh ông biết liền. Ông nói thôi cho bà được xuất gia. Hình như có trong đó có chú giải khi giải thích, có nói tại sao mà hỏi câu đó là cho xuất gia. Thì nói nếu bà không xuất gia thì bà sẽ tắt thở trước khi mặt trời mọc, tức là chỉ sống được trong ngày hôm đó mà thôi. Đó là một trong những cái mà bằng chứng cho thấy là đắc tứ thánh quả thì là người đời thì chỉ sống được cho tới mặt trời mọc ngày hôm sau, tức là trong ngày hôm đó mà thôi, chứ không có sống hơn được. Còn nếu mình đắc sơ quả, nhiều quả, tam quả thì tha hồ mà sống, không có chết ra cháu gì đó. Trong giống như Vua Bình Sa Dương đắc sơ quả đó, thì ông ta cũng sống hoài chứ đâu có chết đâu. Thành ra quý vị lỡ đắc sơ quả rồi đừng sợ, nhưng mà đắc A-la-hán thì hơi lo chút rồi. Chắc chắn là bây giờ muốn đi tìm người để cho tu không được, thành ra khoan đắc A-la-hán, đắc không có đi niết bàn mà lên bàn sớm. Nam mô Bụt Thầy á. Dạ sa thú con tri ân sư. Dạ con có một câu hỏi nữa liên quan cái mà dân y đó thưa sư. Thì con thấy giống như là cái trường hợp mà ehi bhikkhu khụ đó là rất là hiếm thưa sư. Tại trong tiền kiếp thì cũng rất nhiều cái vị thánh A La Hán cũng đã từng dân y, nhưng mà cũng đâu có được cái quả đó. Cho mấy vị đó cũng phải tự mà phải tu rồi phải tự chứng chứ đâu có mà được cái quả báu như vậy, thì rất là khó. Còn bây giờ đó, nếu mà một số người ta mà dân y đó thì cũng có rất nhiều mấy vị nữ, thì cái mà ehi bhikkhu là có ập mà có cho người nam hay nữ có phân biệt có khác nhau không thưa sư? Hoặc là một cái trường hợp nữa là nếu mà người ta làm đồng thí chủ một cái một nhóm người 5-7 người như vậy thì chắc chắn là cái quả nó sẽ trổ khác nhau, chứ đâu có thể nào mà có một cái cơ duyên nào đó mà người ta được một nguyên một cái group là sẽ trở thành ehi bhikkhu hết. Dạ xin sư giảng rõ điểm này giùm con. Dạ con xin cảm ơn sư ạ. Nam mô Bụt Thầy, dạ kính bạch chư tôn, dạ kính thưa cho quý vị. Nghĩa là cái người đó là chúng tôi vừa nói hồi nãy đó, là nhất phải đắc sơ quả, tức là đắc thực thống là thứ nhất. Rồi Đức Phật, nếu Đức Phật quan sát thấy có đầy đủ đấy thì mới kêu mới cho làm ehi bhikkhu. Mà thường thường đó là người nữ thì không có ehi bhikkhu, tại vì lý do là thì khu đi vào cái thời nào cũng sao thời thì khu rất nhiều, nên trong thời gian đầu rất là ngắn Đức Phật mới cho tu ehi bhikkhu, tại nó không đủ chư tăng để làm tăng sự thì những cái loại tăng sự khác, nhưng mà khi mà đầy đủ rồi là Đức Phật giao quyền để cho chư tăng với ngài không có cho tu nữa. À, thành ra lúc đó là chuyện khác ha, còn là do chư tăng bảo muốn nhận hết. Còn mà muốn thành ehi bhikkhu nhất kiếp đó cũng phải là người nam, bởi vì người nam thời đó mới vô rừng vô tu được, chứ còn cái lúc đông người chư tăng là ngài mới cho người nữ vô tu, chứ đâu phải ngoài ngày một hai hạ đầu tiên mà có người nữ vô và mấy bà đó tu sao kia. Mình nhớ chuyện đó bởi vì Đức Phật, bởi vì nó nhớ đó, thời đầu của Đức Phật bao giờ ngã ở trong rừng đó. Đức Phật là một cái vị mà rất là nghĩa là liên quan tới rừng, mà ngài đã có dạy chúng ta mà chúng ta không để ý thôi. Cái lời dạy của Đức Phật có hai, một là khẩu giáo, hai thân giáo. Cái khẩu giáo ngài là 484.000 bài pháp nói này nọ, nhưng có thân giáo là gì? Ngài sanh ra cũng giữa rừng, đi chân đà, bước xuống dọc bước mấy bước là cũng đi chân đất, chân trần chân đất. Cái ngày cuối cùng ngài cũng ở trong rừng, ngài cũng đi bộ, không có dù che, không có lọng che, không có mang giày mang giới, đi về cụ sĩ nó ra để rỉ nếp hà ná đó, tức là cái lời của ngài dạy cho mình thấy. Cái thứ hai khi ngài dạy mà vấn đề mà pháp hành của chư tăng cũng vậy, ngài nói rõ ràng có hai chỗ thôi. Thứ nhất
khu nhà quan thứ hai, ngôi rừng quán. Rõ ràng là Ngài chỉ dạy hai chỗ để cho chư tăng đó, mà thường bây giờ mình không có nghe, mình phải làm từ thiện cho bự để vô ngồi cho nó khỏe, xong nên mình vừa làm mà vừa lợi dưỡng như vậy là làm sao mà bằng mấy cái gì hồi xưa, thấy không? Ngồi trong rừng nhầm họ đắc, còn mình giờ ngồi trong nhà cao cửa rộng chẳng thấy đắc gì hết. Thành ra có những cái mà mình phải tìm hiểu xem tại sao nói như vậy, chứ không phải là mình cứ nghe nói là được Đức Phật là chỉ mà Ngài nói y hiệp thích khu là cái đó là không có đúng, không đúng. Dù rằng y hiệp thích khu nó có hai loại, loại thứ nhất là tinh văn, loại thứ âm y, nghĩa là học bậc không học, và loại thứ nhì là học bậc vô học, tức là người đó nghe xong đắc được quả là Đức Phật cho tu hệ biết hữu, người đó đắc sơ quả, nhị quả, tam quả vẫn cho hệ biết hữu, nhưng mà hai cái câu Pali nó khác nhau. Để mình nhận đó, để mà khi nào mình biết mình đọc trong kinh mình thấy cái câu đó phải là bậc hữu học, mà cái câu đó là ấy vậy đó. Nhưng mà hầu như thời gian đầu là chỉ có người làm mà thôi. Nam mô Bổn Thầy giá. Dạ, sa thủ lành thai Vinh Giang Nhật Hà đã tri ân Ngài. Dạ, con cũng thành kính đảnh lễ tri ân Ngài và cảm ơn hai câu hỏi của Vinh Giang Nhật Hà. Cảm ơn Phạm Vượng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, một lần nữa Nhật Quỳnh kính mời quý vị, mời bàn tay và mời câu chết chát. Dạ, cảm ơn câu hỏi của sách chát. Bạch Ngài, có phải vì thời Đức Phật còn tại thế, vì nhiều người nữ chứng A-la-hán, nên đó là lý do Đức Phật cho người nữ xuất gia? Dạ, con xin đọc lại câu này ạ. Bạch Ngài, có phải vì thời Đức Phật còn tại thế, vì có nhiều người nữ chứng A-la-hán, nên đó là lý do Đức Phật cho người nữ xuất gia? Và con kính dâng mít đến Ngài. Nam mô Bổn Thầy. Nam mô Bổn Thầy. Kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị, thật sự đó không phải là lý do, hay là cái lý do mà là khi mà lúc đầu thì Đức Phật không muốn cho người nữ vô, bởi vì lý do là nó rất là nhiều khê, bởi vì nó nhớ thời đó ở trong rừng này kia, mà người nữ mà ở trong rừng này kia nó rất nguy, nghĩa là có nhiều cái chuyện nguy hiểm lắm. Nhưng mà tại vì cái người mà Ngài Ananda dẫn vô, Ngài Ananda thì mà dẫn người đó, đó là người đó là người có ơn với Đức Phật, bởi vì người đó nuôi Bồ Tát trong thời gian mà còn nhỏ mà, đó, người có ơn. Cái thứ hai, bà là người có khả năng chứng A-la-hán, thành ra Đức Phật mới cho. Thành ra khi Đức Phật cho tu rồi đó, cái giới của người nữ rất là nhiêu khê, thành ra người nữ thường giữ giới không được, giữ những cái giới mà được Đức Phật chế định cho người nữ là quý vị giữ không có được. Thành ra giữ không được cái tiền của mình mới mất đi, chứ không phải ai làm cho mất cái đó, giữ không có được. Ví dụ như thời vào thời Đức Phật, quý vị biết Ấn Độ bây giờ còn như vậy thì đừng nói ngày xưa. Ngay cả mấy cô mà ngồi lớn tới mình trên xe bến, nó còn lâu xuống nó làm bậy mà này. Hồi thời đó thì làm sao mà chỉ chết thôi chứ làm sao ấy. Thành ra người nữ đi trong rừng, mà thời Phật là sống trong rừng, đi từ mình phải đêm rừng không được, thành ra phải có người nam ở cận kề như vậy. Rồi người nữ đi qua đò một mình cũng Đức Phật không cho. Để đi qua sông điên mình là không được. Chứ không phải dễ. Nó nhiều chuyện rất là nhiều khê thời đó. Thành ra đó lý do tại sao mấy bà giữ không được. Thành ra đức chết luôn là vậy đó. Chứ thật sự không có liên quan tới mấy ông sư đó. Còn cái câu mà tại sao làm cho người, làm cho giáo pháp mất một nửa. Giáo pháp mất một nửa là từ lý do dễ lắm. Ông sư mà tu mình không, ông sư rất có nhiều thời gian để tu tập. Khi có người nữ vô thì ông sư phải bỏ một phần để lo cho người nữ, bảo vệ cái sự an toàn để cho người nữ, ví dụ người nữ ở trong cái rừng gần với mình thì những người nam, những tu sĩ đó phải có một phần phải bảo vệ họ, vì thấy nhiều chuyện nhiều khê lắm.
chứ phá bài tụng kinh tụng đồ là do người nam làm á, chứ người nữ là Đức Phật không có được làm gì đó. Thành ra đó lý do mà nó rất nặng nề cho người nữ, mà người nữ thì quậy nhiều hơn người nam. Người nam mà tu cả suốt cả đời bộ luật có 220 giới, người nữ 300 mấy chục giới luôn. Hỏi với mấy bà vô mấy bà quậy quá trời nè, mấy ông sư chắc cũng cầu cho mấy bà đi sớm cho rồi chứ còn không mệt quá. Nam mô Bích Thầy vậy. Dạ, sa thú lành thai, dạ. Con thành kính tri ân ngài và con thấy sách chát cũng đã tri ân ngài rồi. Dạ, Nhất Quỳnh kính mời những câu chết chát và mời những bàn tay ạ. Dạ, cảm ơn sách chát rất là nhiều. Dạ, bạch ngài, trong khi chờ đợi những câu hỏi cũng như những bàn tay, con dựa theo cái sách chát, con xin ngài giải thích lại. Mà con nghĩ là có lại con, tại vì con cũng hỏi nhiều lần cái vấn đề này và mỗi lần mỗi khác, nhưng mà nói chung là cũng một câu chuyện thôi, nhưng mà mỗi lần con lại hiểu mỗi khác, nên con xin hỏi ngài. Và thí dụ như sách chá hỏi là ở thời Đức Phật là lý do tại vì người nữ xuất gia có nhiều vị đắc A La Hán nên là ngài cho xuất gia, thì ngài đã trả lời rồi. Nhưng mà hiện tại thời buổi này nè bạch ngài, hiện tại đây là con thấy sau khi con học đó, thì con nghe quý ngài nói là người nữ không có xuất gia tỳ khưu hoặc là sa di ni, nhưng mà con thấy có những cái ngôi chùa là toàn người nữ không, mà đắp y mang bát, rồi con cũng nghe kêu là tỳ khưu ni, rồi sa di ni. Như vậy mình có cãi lại Đức Phật không bạch ngài? Và như vậy Đức Phật có thiên vị không, hoặc là chư tăng hiện tại có thiên vị không mà lại không cho người nữ xuất gia? Và người nữ nói là nam nữ đồng quyền hả? Dạ, thì người nữ cũng có quyền xuất gia, cũng có quyền xuất gia tỳ khưu. Dạ, con kính nhân mít ngài, ngài chỉ dạy cho con ạ. Nam mô Bồ Tát gia kinh bạch chư tổ mẹ. Dạ, kính thưa chư quý vị, thì người nữ có quyền ai có nói đâu, nhưng mà chúng tôi lặp lại là mấy bài giữ giới không được, nó mới mất công mất giống như vậy, có ai nói gì đâu. Đức Phật cho mà cứ tối vô chùa tối ngày cái không có học, lo học lo hành mà lo quậy không à, không mỗi lần quậy Đức Phật thêm giới, Đức Phật thêm giới đó. Thì trong vòng có nghĩa là chưa có được bao nhiêu lâu thì mấy bà quậy quá, giới nó nhiều quá rồi, bà giữ không nổi thì bà tự tan thân, chứ có ai nói gì đâu. Ông sư thì không có gì cấm đó, nhưng bây giờ có nhiều cái vị cho vậy là chúng tôi không có nói. Bên hệ bất kỳ của hội thầy thân sĩ cho đó là họ tự làm thì chúng tôi miễn bàn, nhưng hệ nguyên thủy người nào cho như vậy là thật. Bởi vì cái người nữ mà ví dụ như là muốn đi tu đó thì phải tu làm thành nữ, tức là giữ tám đồng pháp đó. Người nữ bắt đầu giữ tám đồng pháp phải ở với thầy, cái gì sẽ là thầy tế độ của mình, nghĩa là ở cho tới khi nào tu lên thì kêu ở thêm 7-8 năm nữa là mới được rời thầy, thì cái gì thầy tế độ. Mà cái người nữ vô mà đi kè kè theo ông sư già vậy là sao được, nên người ta không người ta mới không ấy được chứ. Mà người nữ đó mà muốn tu lên tỳ kheo ni đó phải qua hai cái hệ. Hệ thứ nhất là tỳ kheo ni phải tụng tuyên ngôn cho người đó thành cái người tỳ kheo chuẩn tỳ kheo đó, chuẩn tỳ kheo ni cái đó, rồi mới dẫn qua cho tăng tụng thêm lần nữa thì mới thành tỳ kheo ni thật sự. Thì bây giờ hỏi tỳ kheo ni đâu mà cho mấy bà tu? Không lẽ ông sư rồi cho mấy bà đó tu trong thời gian tu làm tỳ nữ rồi tu lên đấy đi kè kè theo ổng à? Vậy nó nhớ trong thời gian mà nương nhờ vậy là không được rời thầy tế độ đó. Ngay cả ông sư cũng vậy, bây giờ họ làm đúng chứ. Ông sư phải ở với thầy tế độ 5 năm học rất nhiều chuyện. Tối thiểu phải là học cả hai bộ quý phân, tức là giới ông sư, giới bà sư luôn.
học khởi thuộc lòng vậy đó. Rồi học thêm một số cái vấn đề nữa là liên quan tới pháp học, pháp hành rồi này kia, rồi mới rồi sau trong vòng 5 năm đó rồi mới học qua nhiều chuyện rồi mới được rời thầy tế độ để đi tự sinh hoạt. Bây giờ tu một 2 tháng có người dân chùa là bỏ đi liền, ở thầy tế độ này mệt quá đi ra làm trụ trì, thành ra cứ là mỗi ngày Phật giáo nó cai si đồ hoài, mà tại vì mình không thấy sự nguy hiểm đó nên mình vẫn cho là đúng. Chứ thời bây giờ là không có tỳ kheo ni, cũng không có sa di ni, với sa di ni là phải ở với thầy tế độ của mình, mà thầy tế độ của sa di ni phải là người nữ. Bây giờ đâu có người nữ tỳ kheo ni đâu mà cho làm thầy tế độ được, vậy thấy không? Tức là họ không học lực, không học lực của tỳ kheo, học lực tỳ kheo ni, họ muốn làm gì họ làm, chứ thật sự đó làm cũng không thành. Mà cái đó là làm còn nguy hiểm, tại vì mình nó làm cho cái lực lệ của Đức Phật đặt ra bị quen ố, làm cho giáo pháp bị nhiều chuyện, thành ra cái đó là cái chuyện không nên. Nam mô Bổn Thầy á. Dạ, Nam mô Bổn Thầy giá. Dạ, con kính tri ân sư rất là nhiều. Dạ, có một người VM cho con, nhờ con hỏi một câu. Dạ, con xin hỏi. Dạ, nghe vị này thấy, dạ cảm ơn Phạm Vương. Vị này thấy có một vị sư được gọi là Sơ Tổ Huyền Không Sơn Thượng. Như vậy có phải là tu tập ra môn phái khác không ạ? Dạ, con cung thỉnh ngài chỉ dạy dùm con, tức là gọi là Sơ Tổ Huyền Không Sơn Thượng. Như vậy có phải là cũng là Phật giáo nguyên thủy nhưng mà một tông phái khác không, mạch ngài? Và con kính dân đến ngài để giảng giải những câu hỏi này ạ. Con kính dân mít đến ngài. Nam mô Bổn Thầy. Nam mô Bổn Thầy. Dạ, kính bạch chư tổ hàng. Dạ, kính thưa chư quý vị. Quý vị muốn biết chắc thì lên đó hỏi, chứ còn chúng tôi không có biết cái đó là cái ngày như thế nào ra không nói. Nhưng mà trong hệ nguyên thủy thì không có cái vụ đó, không có cái vụ là thành lập những cái chi phái khác nhau. Ngay cả Thái Lan thì thường đó, hay là Miến Điện đó, nó có nhiều cái chi nhánh của giáo hội, nhưng mà nó khác nhau ở cái chỗ là tại vì họ giữ cái giới thì theo cái điều kiện mà khó khăn đó, nó khác nhau. Thành ra người ta mới nói ông này theo cái hệ đó, ông này theo hệ đó, nhưng mà vẫn giữ giới của tỳ kheo 237 giới như thường, học tu tham kinh, tạng kinh, tạng luật, tạng gì phải giống nhau hết. Nhưng mà ví dụ như bên Miến Điện là cái hệ thống mà hay Thái Lan về hệ thống lâm tăng á, là họ đi chân không, họ không giữ tiền giống như thầy Đức Phật vậy đó. Mà thì khi nào mà đi vậy đó, người ta đi thấy nhiều khi đi rừng đi rú gì đó cũng vậy, mà không có được giữ kinh đại vậy đó. Cái đó thì là họ mới có cái tên là lâm tăng. Còn cái thứ hai nữa đó, nó có cái hệ lớn, hai hệ. Một hệ gọi là Mã Ni Ca Giá, còn hệ gọi là Tham Ma Dứt Tị Ni Ca Giá. Thì cái Tham Ma Dứt Tị Ni Ca Giá của Bà Thái á, là tại vì dân hồi xưa là dân trong hoàng gia mà bị thất sủng về cái ra đi tu, thành ra họ không muốn chung đụng với những cái vị sư mà trong hệ nông dân. Thành ra họ mới gọi là Tham Ma Dứt Tị Ni Ca Giá là vậy, tức là cái hệ đó là hệ tứ thiệt theo họ đó. Nên là cái dòng của cái đời nó cao thượng. Còn cái Mã Ni Ca Giá tức là dân lành, dân tình, dân gì cũng dễ cho đó hết. Thành ra quý vị thấy một số quý vị rất nổi tiếng đâu, vị thiền sư của hệ đó là giống bạn nha, mà hảo ngài A Chanh Mánh nè, A Chanh Cha là cái hệ đó, nghĩa là người con cháu trong hoàng tộc. Rồi từ đó mới xuất thân là Nai Si ở bên ấy đó, tức là tu nữ đó. Tại vì mấy cái bà đó đó, mấy bà cũng thứ thiệt không đó, ở trong hoàng gia, vợ của mấy ông quan, vợ của mấy ông hoàng tử, vợ ông vua không chừng. Cái già xấu quá, cái bị mấy ông đó chê, cái đi ra ngoài mà cái đám đó mà đi ra ngoài thì không ai đụng, không ai dám đụng tới đó. Rồi bây giờ mà đi lang thang vậy coi kỳ nào, cái thầm vua nó mới nhận cái đó vô, nó làm cho
thành tu tám giới, tu thành tu nữ. Nhưng mà cái hệ đó là rất được mọi người tu nữ, nhưng mà rất được mọi người kính trọng bởi dân thứ thiệt mà. Dân thứ thiệt ở trong hoàng cung vị thất sủng đi ra chứ không phải người thường đâu. Rồi sau này mới cho một số người thường vô tu nữ để phục vụ mấy bà đó, đó. Nó mới thành có nhiều người ngoài mới vô tu được. Thành ra nó có những cái nhân duyên vậy nó mới đưa tới những cái hệ vậy đó. Nhưng mà giới luật giống nhau, giới luật kinh và duy pháp học giống nhau hết, chứ không có sai. Nó khác nhau ở chỗ đó mà thôi. Chứ không phải như bên Việt Nam. Bên Việt Nam bất tông theo tạo, làm tông theo cái hệ mà được kết tập tâm tạng từ Vật Tích Lan qua. Thì thêm cái hệ khách sĩ sau này của thầy gì đó cũng lập ra vậy đó, thì nó khác nhau hoàn toàn, chứ kinh điển cũng khác nhau. Còn bên Thái với bên Điện là có mấy hệ, mấy chi đi, mấy hệ, mấy tông phái nữa, kinh điển giống nhau hoàn toàn, trầm trầm nhau khác vậy. Nam mô Bích Thầy á. Dạ, sa thủ lành thai, con thành kính đại tri ân Ngài đã giảng giải câu hỏi của bạn con. Dạ, rất là tri ân Ngài. Dạ, Nam mô Bích Thầy giá. Dạ, một lần nữa Nhật Quỳnh kính mời quý vị, nếu quý vị có ngại cái chuyện gì đó thì quý vị cứ VM qua cho Nhật Quỳnh. Nhật Quỳnh sẽ hỏi cho. Dạ. Rồi, hoặc là quý vị đưa bàn tay, hoặc là có thể là chết chắc lên trùm. Dạ. Không có việc gì hết á, tại vì nếu mà quý vị hỏi có những câu hỏi nó khác thì Nhật Quỳnh sẽ học được nhiều hơn. Dạ, tại vì trong giáo pháp của Đức Thế Tôn thì ngàn trùng mình không thể nào, cái đầu nhỏ xíu của mình không thể nào hiểu hết được, và cũng không thể móc túi Ngài được. Như Ngài dạy là mình phải móc túi của Ngài, mà giờ Nhật Quỳnh, cái đầu Nhật Quỳnh nó nhỏ xíu à. Thậm chí cái đầu tàu hủ với nó, tàu hủ nhiều nữa mới chết chứ. Nên Nhật Quỳnh rất là mong những câu hỏi của quý vị. Dạ. Bạch Ngài, có người nói con gì nè. Con nói, trời ơi, Nhật Quỳnh nghĩ Nhật Quỳnh hiểu giáo pháp của Ngài giống như mà hột cát trong sa mạc vậy đó. Cái vị này nói được hột cát trong sa mạc, còn mai phải là hạt bụi trần á, chứ không phải là hột cát trong sa mạc. Và Bạch Ngài, có phải như vậy không Bạch Ngài? Con hiểu là hột cát thì con thấy cũng là to rồi, nhưng mà người nói với con không phải, chỉ là một hạt bụi trần thôi. Con kính nhân mít cho Ngài để Ngài giảng giải câu hỏi của con, cũng như để cho con hiểu thêm về giáo pháp của Đức Phật. Con kính nhân mít đến Ngài. Nam mô Bích Thầy, dạ, kính bạch trừ tôn, dạ, kính thưa cho quý vị. Thật sự ra đó, nhiều khi mình học nhiều nhưng mà cái sự hiểu của mình nó rất là ít ỏi. Tại vì vào ngày hồi xưa đó có Đức Phật ở kế bên, hoặc các quý vị mình đã có thần thông, có tha thông á, ta thấy mình ta có thể ta biết một ít về cái tiền nghiệp của mình, cái thường cảnh nhân duyên của mình như thế nào. Thành nên ta giúp mình để hiểu được một số vấn đề, nên ta mình có thể mình có sự tiến bộ. Còn bây giờ không ai biết mình là ai đó. Thì mình thấy kinh này, mình vô trường thì trường dạy mình vô mấy cái room này, room dạy kinh cứu, học kinh cứu, dạy gì pháp, học gì pháp. Nhưng mà cái đó chưa chắc là nó giống cái điều kiện, cái thường cận người duyên của mình trong kiếp trước. Mình xuất từ đầu cũng không biết. Thành ra đa số các vị mà giảng sư hoặc những cái vị mà thiền sư giờ đó chỉ là giống như là đón mò nhiều hơn. Ví dụ vô thấy ông này dạy đi, thở vô đếm một, thở ra đếm hai, đi làm thử thời gian, là thử thời gian có phải đổi. Bởi vì làm thử thời gian không có tiến bộ là biết chắc chắn là không có trúng cái cả thắng được. Đổi qua khác. Thở vô dài biết thở vô dài, thở ra ngắn, thở ra ngắn. Làm thời gian không có kết quả, đổi thế khác, đổi riết. Thiệt chinh, chán quá bỏ trực thiệt luôn. Cái cổ của mình là mình chưa có được một cái vị thầy đúng mức. Mình nhớ cái chuyện đó. Nhiều vị thầy giỏi lắm, nhưng mà giỏi về pháp học pháp hành, chứ không có giỏi về những cái biết được cái cá tánh của người, cái tiền nghiệp của cái học trò. Cái đó mới quan trọng. Bởi vì biết, ví dụ biết ông này hồi xưa ông từng học những cái môn như vậy, thì ông có thể ông cho cái đối tượng liên quan tới những cái đó để học tiếp này nó nhanh, nó dễ. Bởi vì cái khổ của mình là mình không có
được một cái vị mà thầy mà nó đầy đủ cái chuyện như vậy, thành ra mình học nhiều cái học chán là cái thôi bỏ cuộc, đi quanh qua cái khác học không hiểu, thôi học cái học này mệt quá, thôi mình đi hành đi, không học mà hành sao là nghĩ sai rồi đi làm thì làm bậy luôn, bởi vì không học lấy gì mình hành, phải không? Mà cứ như vậy đó, đa số như vậy đó, thành ra cái vấn đề của mình là thôi chúng tôi khuyên quý vị là nên kiếm những cái gì liên quan tới Phật pháp, đâu gì bỏ túi để biết đâu mai sau nè thời Đức Phật tương lai Phật Di Lặc mình có cơ hội để mình gặp ngài, thì ngài nhìn thấy ngài biết mình liền mãi, ngài nhìn mình mà mình để bác cho ngài mà ngài không thèm ngó, ngài đi luôn nên là biết ngài nhận bác cho ngài đi luôn là biết mình dỗm nó rồi. Chứ còn nếu mà mình đứng trước mặt ngài kia để bác xem cười cười mà mình lọt vô giọng trí của ngài là ngài đứng ngài nói một câu cái là khỏe re, thấy không? Còn ngài ngó ngài đi luôn. Hồi xưa giờ không phải ngài tương lai này đâu, bao nhiêu ngày rồi, nghe 3 triệu mấy không sự gì Phật, chắc ngày nào cũng gặp mình có ngó thôi đó. Thì ngó thì bởi vì mình kiếm nào cũng tu nháp, cái gì nên nhớ dù cái bậc sơ quả thì nữa cũng 100.000 đại kiếp để tạo ba la mật, chứ đâu phải vì không muốn thành lúc nào thành đâu, thấy không? Đó, thành ra ráng cố gắng, bây giờ còn giáo pháp Đức Phật thì mình ráng bỏ túi đi, chứ bắt đầu 100-200 năm nữa là nó gạo suy đồi những cái phần khó khăn như là bộ đại sứ bộ này bộ nọ là ngon là mình coi chừng không đủ cơ hội để có thể học tiếp những cái điều mà gì mà Đức Phật dạy, lúc đó là mình có tiếc thì cũng vô ích thôi, thấy không? Nam mô Bụt Thầy ạ. Dạ, sa thủ lành thai, con thành kính đảnh lễ tri ân ngài đã trả lời câu hỏi của con. Dạ, Đạo Tràng ơi, Đạo Tràng cho Nhục Quỳnh một câu hỏi đi, một bàn tay đi quý vị. Alo. Dạ, Nhục Quỳnh kính mời Đạo Tràng. Dạ, cảm ơn niệm từ. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, Nam Mô Tham Ma giá, Nam Mô Sang Kha giá. Một lần nữa con kính đảnh lễ sư Trí Đức, con kính đảnh lễ sư Lữ Tông và con kính chào Đạo Tràng và bạch ngài. Dạ, cảm ơn Thiên Vũ, cảm ơn Sức Mê Ta cho biết một phần rõ. Dạ, bạch ngài, con định hỏi có câu hỏi này. Ngài chỉ cho chúng con cách để mà chúng con giữ được chánh niệm. Con nghĩ là có những vị mà họ do công phu họ tu tập lâu ngày đó thì cái chánh niệm họ sẽ thường liên tục đến với những vị đó. Còn chúng con thì do đời sống hàng ngày ngoài, đôi lúc muốn giữ chánh niệm nhưng mà khi mà cái tâm chúng con nó cũng đi qua ở ngoài cái thì lúc nào nhớ thì chúng con kéo nó về. Thì như vậy đó thì chánh niệm của chúng con có thể mình gọi là chánh niệm do mình tạo lên nên, chứ không phải là chánh niệm thực sự do những công phu tu tập của những vị mà tu tập lâu năm đó, phải không ngài? Dạ, con đứng bích lời cho ngài để ngài giảng cho chúng con hiểu và cách giữ chánh niệm. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy giá. Nam Mô Bụt Thầy giá, kính bạch chư tôn mày giá, kính thưa chư quý vị, muốn có niệm là phải tập. Và kinh mà dễ, mà kinh mà thường thường Đức Phật dạy là phải kinh tứ niệm xứ. Nghĩa là mình dùng những cái 72 loại đối tượng đó là mình cái nào phù hợp với mình thì mình quan sát nó thường xuyên thì nó sẽ giúp cho mình cái niệm mình nó vững chắc. Đó. Chứ còn mình không có tập thì làm sao được. Bây giờ cũng vậy chứ. Cái gì mà mình không có học có tập thì không bao giờ mình đừng có cái kết quả tốt hết á. Đừng nói mấy ông mà ông vô mấy chỗ mà tập võ à, không phải đứng tấn, không phải múa, chứ đâu có vô vài bữa ra thành cao thủ võ lâm được đâu. Thì đây cũng vậy chứ. Đức Phật dạy cho hàng tứ chúng 2 chuyện là thứ nhất khinh thả thu ra, tức là pháp học. Thứ hai quý bạch chana thu ra,
tức là pháp hành. Đó. Thì mình học được xong rồi mình mới hành được. Mà khi mình hành nó được cái đúng theo cái bản chất của mình thì mình sẽ giữ được cái những cái pháp mình tạo ra được nó lâu. Còn nếu không thì nó dễ quên lắm, dễ quên. Giống như mình học từng đợi vậy, mục đích của mình đó, mình học xong mình hay quên là tại vì mình học để thi chứ không ai học để hiểu biết. Mình học để thi ráng nhớ tới lúc thi thôi, thi xong rồi cái quên hết quên hết chứ không có đường nào nói cả, thấy không? Đó là lý do là tại sao mình phải tập. Mà cái tập để có niệm hay nhất là bài kinh mà Đức Phật đã dạy là tứ niệm xứ. Thì bây giờ mình về một cái tập từng cái để coi cái nào mà thích hợp với mình. Phải thích hợp là mình tập cái đó, mình ít cứ quên, mà cái niệm nó vững chắc trong những cái đối tượng đó thì mình phải tập cái đó thường xuyên. Thì khi cái niệm nó có năng lực thì mình có thể xài cái đó là chuyện khác chứ không phải không. Ví dụ mình vô mình cử tạ đi, cử tạ dùng cái tạ để mình cử tới được 30 kg. Thì ra ngoài mình cục đá 30 kg mình vẫn giác lên được như thường, chứ không phải là phải khi nào mình thả 30 kg giác mà nổi với đá 30 kg, trời bỏ qua thì làm được, phải không? Mình phải tập để cho nó có năng lực, thì có năng lực rồi dùng nó vào chuyện khác được. Thì cái chuyện mà hay quên gì là bớt lại, chứ còn nếu mình không tập nó chưa có năng lực là đừng nói gì đó, nó tốn mình nó đi chứ đừng nói mình khỏi cần là mình phải thả nó ra chứ. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ con thành kính tri ân sư đã giảng dạy câu hỏi của con. Dạ còn con hỏi thêm một câu nữa bạch ngài, trong cái nhóm thuộc tánh bất thiện á, xin ngài giảng động thêm cho chúng con hiểu là cái tham chấp, kiến chấp và mạn chấp. Thì tại sao mình gọi là chấp? Mình có thể gọi nó là tâm tham hay là hoặc là tâm bất thiện, mà con đọc ở trong sách thì gọi là tham chấp, kiến chấp và mạn chấp đó bạch ngài. Dạ, mong ngài giải thêm cho con hiểu thêm ạ. Xin dâng mít đến với ngài ạ. Nam mô Bụt Thầy. Nam mô Bụt Thầy, dạ kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư quý vị. Sở dĩ mà gọi là chấp mình thêm vô là tại vì mình dính mắc một cách mà không thể buông ra được. Thành ra mới gọi là chấp được. Bởi vì thí dụ như tà kiến, đại số phạm nhân chúng ta không có tà kiến. Nhưng mà tà kiến tại sao nó có nhiều loại? Tại sao cái sự, bởi vì cái sự dính mắc của mỗi chúng sanh nó khác. Đó. Có người dính mắc cái này thành ra nó cứ nó dán chặt vô hoài thành ra nó thành chấp. Chứ không có gì đó. Bởi vì tà kiến thì có những cái loại tà kiến mà trong trong kinh gọi là tà kiến thông thường á, tà kiến thông thường. Nhưng mà không nghĩa thông thường là nó không ấy, như tà kiến thông thường là cái gì? Cái danh từ Pali gọi là Sakkayadithi đó, tức là ngã chấp. Bởi vì nó chấp vô cái thân này là của ta, nó chấp, ai đụng tới là coi chừng á. Thành ra cái đó nó mới gọi là chấp. Chứ nếu mà mình, khi mà mình tu tập tới cái mức nào đó, cái mình coi cái chuyện à, nó có chửi mình cũng chẳng có nổi gì, hay là nó có kiếm chuyện mình này thôi cũng vậy bỏ qua nè, thì lúc đó đâu còn là chấp nữa, phải không? Còn bây giờ đụng tới đâu biết, đụng tới là biết, biết liền đó. Ngoài cái sự chấp ngã mà thông thường này đó, tức là chấp vô cái thân này thôi, chuyện khác không tính. Còn cái chuyện khác ngoài cái thân này đó mà mình chấp vô nữa thì gọi là tà kiến đặc biệt. Thì cái tà kiến đặc biệt cái này đó là nó có tới 72 loại khác nhau. 72 loại được được giải trong trong Brahmacharya Sutta đó. Tức là kinh Phạm Võng đó. Thì giải thích 62 loại.
10 loại gọi là hữu vô biên kiến. Nghĩa là thường cái thế gian này thường còn, thế gian này không thường còn, nhâm chung. Tức là nó là 7 mai và 3 loại đặc biệt, tức là nó thành 75 loại, nhưng mà thường thường ta tính 72 loại, tại vì ba cái loại đặc biệt nó vẫn nằm trong những cái loại kia nếu tính. Tức ba loại là thường kiến, vô nhân kiến hay đồng kiến. Cái đó là kiến vô là rất là nhiều chuyện, rất là nguy hiểm. Thành ra bởi vì nó là có những cái như vậy, thành ra nó mới có chữ là tà kiến, mà sao được gọi là thực chấp. Tại nó dính chặt rồi. Bởi vì mình coi cái thân ngũ quẩn này đó, đâu phải kiếm này đâu, bao nhiêu tăng kỳ rồi mình chấp nó là của ta. Ta có trong thân này bao nhiêu chuyện vậy đó, thành nó mới gọi là chấp. Chứ nếu mình coi thường nó không nhầm, ví dụ mình có cái đồ món gì đó mới mua về, ai đụng tới không được, hay là bỏ quên đâu đó khổ thấy mồ luôn, thì cái đó mới là chấp. Còn đó mất thôi ha. Hay là có ai mượn quên trả cũng chẳng sao, thì cái đó đâu gọi là chấp nữa ha. Chỉ biết của mình không có chấp. Thành ra những cái loại gì mà mình được gọi là chấp là tại vì mình dính chặt cho đó rồi, dính cứng rồi. Bởi cái ác pháp của mình, ác pháp mình nó có nhiều loại, nó làm cho mình dính cứng vào những cái chuyện đó mà mình không có hay ha. Mình tưởng đâu, bởi vì thường thường nếu mà mình dính ít thì mình không thấy nó quan trọng, nhưng mình dính chắc thì nó mới quan trọng. Cái là bởi vì lúc đó là nó có năng lực, mà cái năng lực đó đó chỉ khi nào có trí tuệ mới có thể buông, nghĩa là lôi kéo hay tính chuyện đó được thôi. Mà thường thường mình muốn có trí tuệ thì phải có những cái phương pháp học pháp hành như thế nào đó để trí tuệ nó phát sanh, mình mới thấy được cái đó. Chứ còn nếu mình ngồi hoài mình chờ nó, chờ tới khi nào có để mình đi mua hay đi mướn nó về xài thì không thể ra, thành ra vẫn chấp tiếp. Thành ra cố gắng mà học những cái điều mà Đức Phật dạy trong nhiều đời nhiều kiếp vậy đó, thì Ngài dạy cũng chỉ mục đích một chữ mà thôi là buông. Mình học càng nhiều Phật pháp thì mình buông càng dễ, còn mình không học Phật pháp thì đừng có nói buồn vậy đó. Không bao giờ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Nam mô Phật Thầy, Nam mô Tham Mây, Nam mô Sẵn Khai. Con xin bệnh lễ Ngài Lưu Tôn. Con xin bệnh lễ Sư Chú Đức. Và bạch Ngài, Ngài cho con hỏi về đề mục của trách niệm. Con thì con đang tập nhiều về giữ đề mục và tâm mình trong một đề mục mà trách niệm mà con đã học được. Thì nhiều khi con làm cái gì đó thì con có những cái giây phút nó rất là an lạc, mà nó tới rất là nhanh và nó đi rất là nhanh, giống như là chịu xẹt xẹt trong mấy giây thôi sư, thôi ngài, mà nó giống như là khi mà con tìm kiếm lại thì nó không có nữa. Nhưng mà mỗi lần mà con giữ chánh niệm và con cứ tập giống vậy thì con cảm nhận được cái giây phút an lạc đó. Thì con không biết cái đó kêu là gì. Với lại mỗi lần mà con thấy mà mình giữ chánh niệm trong một đề mục, hay là mình giữ chánh niệm trên cái gì mình đang làm, thì con thấy là mọi công việc nó rất là nhanh. Mọi người cứ nghĩ là chánh niệm là mình phải từ từ. Nhưng mà khi mà mình bỏ tâm vô một cái việc mình làm đó này, là con thấy mọi việc nó rất là nhanh. Và mình còn làm rất là nhanh. Dạ, con, Ngài có thể giải thích cho con hiểu thêm. Dạ, con xin xuống bức ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Kính bạch chư tôn bề dạ, kính thưa chư quý vị. Niệm mà chưa có mà đòi chánh niệm hoài thì đó không có gì bảo đảm hết. Xin thưa với quý vị đó, quý vị không học các chi pháp cho nó đầy đủ đó, có những cái chuyện nó là ác pháp, quý vị vẫn nghĩ nó là thiện
pháp. Rồi quý vị cho cái đó là cái hay, là coi chừng. Thí dụ, cái tâm sở bi thị đó, nó ở trong bốn tâm tham, thọ hỷ. Nó ở trong bốn cái tâm thiện, đại thiện, thọ hỷ. Nếu quý vị không cẩn thận đó, khi cái tâm tham nó phát sanh, nó có cái thọ hỷ đó, đó, nó vẫn làm mình an lạc theo cái chiều hướng đó như thường, mà mình không có học thêm, mình tưởng nó là an lạc, chứ không phải. Mình có cái, mình được cái gì đó, và cái mình mừng, không mừng bởi cái tham làm cho mình nó có cái hỷ lạc nữa, tức là tâm sở bi thị đó. Mình tưởng cái đó là đâu hay. Cái đó gì nó cách nói đó thì không, cái đó không phải là cái chánh niệm vậy đó, có thể là tâm bất thiện thọ hỷ thôi. Cái gì mình cẩn thận về học cho kỹ mấy cái đó để biết khi nào nó phát sanh, thì nó phát sanh nó có cái điều kiện riêng. Cái điều kiện đó là chúng trả tu lắc cả nạ, tức cái nhân gần của nó đó. Khi mà mình học rồi mình làm cái gì đó thì mình quan sát, mình bắt được cái nhân gần của nó, biết nhân gần nó là cái gì, thì biết cái đó, tâm đó đó, tâm sở đó nó thuộc thiện hay ác. Bởi vì tâm sở nó có cái 13 cái tâm sở, mà có thể nó đi gặp ác thì nó theo, mà gặp thiện nó không theo được. Thì quý vị nên coi chừng, phải học cho nó đúng, cho quý vị mà học không đúng, đôi khi cái đó là pháp ác cũng chính, ý là pháp thiện. Bởi vì nó làm cho mình an lạc trong vài giây đồng hồ, nó làm cho mình cảm thấy nổi da gà rung mình trong vài giây đồng hồ. Mình tưởng cái đó là thiên pháp, không có gì bảo đảm đó là thiên pháp. Anh là cẩn thận qua cái điều cái gì vừa nói đó, tôi sẽ nhắc nhở vậy. Nam mô Bổn Sư Thích Bích Tha. Dạ, Duyên ơi, Duyên có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Dạ, cảm ơn Phạm Vượng. Dạ, tại lúc nãy Nhật Quỳnh có điện thoại ở Việt Nam nên Nhật Quỳnh không có nghe được cái câu của Duyên hỏi, chỉ nghe Ngài trả lời, mà thấy hình như Ngài bị ho rồi, không biết Ngài trả lời hết câu hỏi của Duyên chưa, và Duyên có còn thắc mắc điều gì không? Alo, Thích Duyên có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Có còn thắc mắc nữa không? Không phải không? Dạ. Dạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ. Chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Ngài đã trả lời câu hỏi. Dạ, Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng, mời bàn tay quý vị, cũng như mời những câu chết chát à. Mời quý vị cho những câu hỏi từ những bàn tay hoặc những câu chết chát lên trên đạo tràng, để cho cùng nhau có ý tưởng để học hỏi à. Xà ơi, Nhật Quỳnh thấy à, xà thử Quỳnh Thính Pháp, mời Quỳnh Thính Pháp nha. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Nam mô Tham Ma Dạ. Nam mô Sang Kha Dạ. A con đảnh lễ Ngài Trí Đức, Ngài Liễu Tông, Chư Đường Đức Tăng, Ni Bà Cô Tu Nữ, con trường thể đạo tràng. Dạ, thưa sư, con có một vài câu hỏi do một số đạo hữu nhờ con hỏi là với sư. Bên cạnh nó có liên quan đến những câu hỏi mà cô Niệm Từ với cô Nhật Quỳnh hỏi sáng trưa hôm nay đó sư. Dạ, thưa sư, câu hỏi thứ nhất là cái vị độc giác Phật đó sư, là cái lúc mà Ngài
Ngài chứng đắc được cái quả vị độc giác Phật đó sư. Ngài không có năng lực để mà thuyết pháp độ sanh hay là do bổn nguyện trong xưa của Ngài, Ngài không có muốn thuyết pháp thưa sư. Là sư giải dùm cái câu hỏi này đầu tiên. Dạ, mô Phật. Nam mô Bồ Tát. Dạ, kính bạch chư tổ mày. Dạ, kính thưa cho quý vị. Cái người mà có khả năng đó thì nó phải có thêm một số chuyện, giống như là thường mình nghe nói là tứ vô ngày giải đó, tức là người muốn đi thuyết pháp thì ít nhất phải có niruti thì sống phi tha, tức là cái chữ vô ngại về ngôn ngữ, rồi nó có ạch thị và nó có ba cái kia nữa đó, thì nó gồm có một cái là biết về nhân, cái biết về quả, một cái là cái khẩu của mình đó, nó phải đúng thời đúng lúc thì nói cái lời mà vừa ngọt, một cái nữa là cái ngôn ngữ, liên quan đến ngôn ngữ. Thường các vị độc giác hoặc là đại số các vị thinh văn thì không có được cái đó, vì có một số vị thinh văn mà thư thiệt thì mới có được cái trợ thị bà thị sống với ta mất khá mà thôi đó. Thành ra đó là những cái mà những cái vị mà muốn đi thuyết pháp nhiều khi phải có, nhưng mà đa số đó có thể có không có đủ. Nhưng mà cái vấn đề về ngôn ngữ này kia thì mình có thể mình học để mình tạo được, nhưng mà mình học cái đó tại sao mà đa số các nước cái giảng sư về Phật pháp phải học Bali là vậy? Bởi vì cái chữ Bali đó là khi mà mình học giỏi thì mình có thể mình nhìn cái chữ đó, mình biết cái nghĩa nó như thế nào để rất rõ ràng được, chứ còn nếu không là chưa chắc. Thành ra cái gì thục giác hay là cái gì tinh văn đó thường thường không có được những cái khả năng đó. Thành ra đôi khi không muốn nói cũng không có biết cách nào để diễn tả cho đúng nhân quả, cái nào diễn tả cho đúng cái ngôn ngữ mà người ta có thể hiểu được. Thành ra mình muốn thì mình cũng phải từ từ mình tập. Thành ra ở đời đó, ngay cả ở đời người ta muốn ấy, ta phải tập ta nói rồi, tập thuyết giảng rồi phải nói rồi đổi chứ. Còn khi không mà đâu phải là mình đắc cái là mình có được những cái đó đâu. Đúng không? Những cái gì đó là quý vị biết đó. Một chị mà trở thành bậc toàn giác đó, cái thời gian mà hạ thủ công phu đó tổng cộng 20 tăng kỳ. Quý vị biết cái thời gian đó nó khủng khiếp vậy đó, thành nó mới có thể có được đầy đủ những cái gì cần thiết để mà trở thành một cái vị mà có khả năng đi độ chúng sanh. Chứ nó không có như mình nghĩ đâu ha. Nam mô Bồ Tát. Dạ. Dạ mô Phật tri ân sư. Dạ câu hỏi thứ hai nữa thưa sư. Hồi nãy sư có nói vấn đề mà chứng thánh quả sơ quả tệ lắm, nó làm sao tu tập để được được cái sơ quả thưa sư. Thì như vậy cái lộ trình tu chứng của người Phật tử chúng con hay nói là nói chung nữa sư là cứ cần phải vượt qua những cái năm hạ phần kiết sử rồi thượng phần kiết sử, hay là có cái lộ trình nào khác không thưa sư? Tại vì trong cái bệnh cái kinh Bộc Lưu đó có nói là muốn đắc được cái thánh quả là phải đoạn được đoạn từ năm hạ phần kiết sử rồi tiến lên là hạ đoạn từ năm thượng phần kiết sử đó thưa sư. Ngoài ra còn các phương pháp nào khác không thưa sư? Dạ thưa sư có thể mở điểm này cho chúng con một phần. Dạ. Nam mô Bồ Tát. Dạ, kính bạch chư tôn mình. Dạ, kính thưa chư quý vị, chúng sanh đa loại thành đạt Đức Phật. Thuyết tùy theo cái chúng sanh đã lọt về ông trí của ngài thuộc loại nào. Nhưng mà cái con đường mà tất cả chúng sanh có thể làm được đó, là tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ mà hành cho tới rốt ráo thì không có đắc tứ thánh quả thì mới đắc tam quả. Còn mình cứ lo đi tìm những cái pháp gì mà để đắc này đắc nọ đắc cao siêu rồi này kia xong đó, mà cái điều Đức Phật đã dạy rồi, ca giới nô mắc khô đây là con đường duy nhất dẫn chúng sanh thoát ra khỏi luân hồi được, thì con đường nó có bốn cái phao để sanh để mình lo mình ấy, mà mình không lo hành mà mình cứ đi tìm cái gì để lo hành cái đó thôi. Bên cạnh cái đó là phải học cái thận luật để mình giữ giới cho trong sạch, bởi vì khi cái giới mình không trong sạch mình có hành tới đâu thì đạo quả không thể phát sanh, nhớ vậy đó. Mà muốn học bài kinh huấn hành cái bài tứ niệm xứ mà cho thông thạo cho thuộc đó, các đường thiện và tứ thiện có thái ở Miến Điện nó đều đi qua cái chúng sanh đó học hết tấn pháp thập yếu lực thì mới có khả năng để hạ thủ công phu được. Mà đa số thì mình
hành mà mình không học, nhiều thế giới của mình cũng không có trong sạch, thì làm sao mà tới chỗ này tới chỗ nọ được. Nó cứ nghĩ đi, đừng có nghĩ cái pháp đó là cao siêu, pháp của ông đó là ngon lành rồi này kia. Không có pháp nào nào ngon lành bằng pháp Phật đã nói rồi. Ê, cái giá nô bắc khô, tức là bài kinh tứ niệm xứ Nam Mô Bụt Thầy á. Nếu mà Phật Trí Ân Sư, dạ còn một câu hỏi nữa sư. Ở trong cái loài mà thai sanh đó sư, chẳng hạn nhân loại và loài bằng sanh đó sư, loài chư thiên mà lại cấp thấp cũng có thai sanh, nhưng mà trong cái loài thai sanh có khi nào mà lẫn lộn vào mà hóa sanh không thưa sư? Chẳng hạn như loài người chúng con nó sanh ra đôi khi là phần lớn là thai sanh, mà có những trường hợp gì biệt khác biệt nào mà có những chúng sanh cũng loài người mà do hóa sanh mà ra không thưa sư? Dạ sư khai mở điểm này cho con. Mô Phật ạ. Nam mô Phật Thầy, dạ kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư quý vị. Loài người có tất cả bốn loại đi đầu thai đi sanh đều được hết á, tức là nón thai thấp quá đều người đều qua hết, chứ không có phải là nó phải thì chỉ có thai sanh không. Bây giờ đã muốn biết vậy dễ hiểu là mình nhìn cái thở tạo thiên lập địa cái trái đất này mới thành hình, những chúng sanh từ cõi khác tới đây bằng cái hình thức nào. Đó. Nghĩa là đủ cả bốn, thôi đừng có thắc mắc gì cả. Chúng sanh nào cũng đủ cả bốn đó, chứ không có đừng thắc mắc gì đó. Mình nhìn bây giờ thì nó khác biệt, chứ mình nhìn giờ là tạo thiên lập địa. Mình tự cõi địa ngục mình chung lên để thành gà thì nó phải quá sanh, chứ làm sao nó chung lên, nó chung vô nõn sanh được. Chúng ta có gà nào đâu ở đó mà nõn sanh. Đó. Còn mình, ví dụ mình là Phạm Thiên, mình rớt xuống cái bịch. Không có bà nào đâu chung vô đó mà chờ. Anh ta đừng có thắc mắc cái chuyện nó mạnh lắm. Rồi loài người có đầy đủ cả bốn. Nam mô Bụt Thầy á. Nam mô Bụt Thầy, dạ kính bạch chư tôn, hèn dạ ở đây thường thường quý vị nghe câu mà cái trứng như con gà cái nào có trước á, như trong room này chúng tôi có lần trả lời là cái trứng như con gà đó có cùng một lượt, chứ không thể nào con nào có trước cái nào có sau đó. Nếu quý vị nói cái trứng có trước á, bây giờ đó mấy cái trứng nó bán ngoài chợ trứng không trống mà lấy sao làm việc nó ra gà. Vật này những con gà bây giờ đó cũng chưa chắc nó nuôi đó, rồi cái nó đẻ ra trứng nó quán nó rồi trứng ở đâu có con trong đâu. Thì trứng như con gà cả hai cùng có một lượt, chứ không có cái nào có trước có sau. Quý vị nói cho quý vị hiểu vậy đó. Còn họ có thắc mắc thì quý vị nói trong thở tạo thiên lập thì ra thì trứng như trứng gà thì cũng có một lượt mà thôi, chứ đừng là đừng xúm nhau mà cãi cái này có trước kia có trước chỉ cho mệt. Nam mô Bụt Thầy ạ. Dạ, sa thú lành thai, kính cảm ơn câu hỏi của Huynh Thính Pháp. Dạ, cảm ơn Pha Vượng, Ca Nhật Huynh. Biết được tín hiệu, dạ, con hành kính lãnh lễ tri ân Ngài. Hà ơi, lúc nãy Nhật Huynh kêu dạ rồi đâu mất tiêu rồi. Hà ơi, cứu bầu Nhật Huynh đi Hà ơi. Alo, Hà ơi Hà, cứu bầu Nhật Huynh đi. Đâu rồi? Nãy dạ cái mất tiêu rồi, sa thú, cảm ơn Hà rất là nhiều. Dạ, Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Thầm Mà, Nam mô Sang Khai. Dạ, con kính lãnh lễ Ngài Trí Đức, con kính lãnh lễ Ngài Lưu Tâm, con kính lãnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni và con kính chào Đạo Tràng. Dạ, thưa Ngài, nãy con có vô trễ một chút nhưng mà con có nghe Ngài giảng về cái đoạn kiến và thường kiến. Thì theo con nghĩ trong kinh thì nói là cái đoạn kiến thì nguy hiểm gấp vạn vạn lần cái thường kiến. Vậy thì Ngài có thể giảng dạy cho chúng con rõ hơn lý do, nguyên do tại sao ạ? Dạ, con kính trao mít là cho Ngài. Con kính trao Ngài. Nam mô Bụt Thầy, dạ kính bạch chư tôn, dạ kính thưa cho quý vị. Bởi cái đoạn kiến là tắt thở là đi xuống 100%.
đồng tiếng là có thể đi lên được. Tại duy nhất mình tin là có cái này thì có cái kia. Vào đoàn thường kiến này, nó cũng có những cái là thành ra ít làm ác hơn cái đoàn kiến. Đoàn kiến là không có gì hết. Thành ra là anh cho người ta dễ làm ác. Bởi vì nhà nó đời những người xung quanh mình, quý vị thấy cái đó rõ ràng là những người mà đoàn kiến là không có tin gì hết. Hay không ơn công đức gì cha mẹ cũng có, nhà mình là bảy bảy giờ bảy bảy thiệt coi chứ mà vậy. Thường kiến ít nhất cũng còn biết ơn cha ơn mẹ. Nghĩa là nhưng mà tại sao gọi thường kiến? Tại mình nghĩ cái trước mình con ông bà thì cái sau mình sơ là con ông bà. Thì cái đó thì nó không chính xác thôi, nhưng mà cái đó nó không đúng, nhưng mà không có đúng đến cái độ mà phải đi xuống. Còn đoạn kiến cái gì cũng không có đó. Cha cũng có, mẹ cũng có, các bậc bà sa môn bà la môn gì không có hết. Thì mình cái người đó tha hồ làm ác thì chắc chắn nó phải nguy hiểm hơn cái thường kiến. Nam mô Bích Thầy. Dạ, Nam mô Bích Thầy. Dạ, con kính tri ân Ngài. Dạ, thưa Ngài, Ngài cho con gợi hỏi thêm nữa về cái đoạn kiến thường là đa phần những chúng sanh mà có cái đoạn kiến có phải do căn cơ là họ đã bao nhiêu đời đời kiếp không tin vào cái lý nhân quả, hoặc là do không có hiểu giáo giáo lý, hoặc là không có học hỏi về giáo pháp mà có những cái suy nghĩ sai lầm như vậy không thưa Ngài? Dạ, con kính trân mất lời cho Ngài. Nam mô Bồ Tát. Dạ, kính bạch chư tôn hoàng. Dạ, kính thưa chủ vậy. Không có đúng như vậy đâu. Bởi vì cái người mà ta xảy ra có tà kiến này kia ông chồng đó, nhiều khi người ta có cái phước thì có kể chuyện hai cái anh đó đó tu thiền nên đắc thiền, không biết đắc cơ nào không biết, nhưng mình thấy kiếp trước làm ác nhiều quá, nhưng mà sao không thấy đi địa ngục mà kiếp này thành làm người mà còn ngon lành này kia. Còn cái anh kia anh thấy kiếp trước anh giữ giới làm đủ chuyện thiện pháp đó, nhưng kiếp này anh đã nghèo hèn rồi này kia, bị người ta khinh thường khinh bai, rốt cuộc anh không tin nhân quả cái gì. Mình có tùy theo cái số cái điều kiện, số hoàn cảnh của xã hội họ sống mà họ cái đưa tới cái sự hiểu biết như vậy. Ví dụ như bây giờ quý vị thấy có một số cái lời dạy của một số cái vị mà nói là nếu các ngươi vì ta mà giết kẻ thù ta, các ngươi sẽ được lên cung trời có mấy mấy cô tiên nữ ngồi chờ ra đâu. Họ trong cái xã hội đó mà thì làm sao họ làm đúng? Làm đúng mà không nghe lời ông đó thì ông cho ông đi xuống, nghe lời ông đó thì mình làm ác sao, mình làm ác gì ổng thì ổng cũng cứu mình được, thấy không? Nhưng mà bây giờ nhớ mày cứu ai đó. Thành ra không phải cái đoàn kiến là tại nhiều đời kiếp lại thì không có thể không hẳn. Tùy theo cái xã hội hiện tại mình sống như thế nào, mình bị những cái lời dạy nó có tính cách tẩy não, mình rơi vào đắc đạo về như chuyện là chuyện thông thường thôi. Cái gì cái nhìn thấy biết. Còn người ta đó, nhiều khi sát hại nhau vì được cái này, muốn được cái này, được cái nọ. Nhưng mà mình nên học theo lời của Phật. Nếu mình làm ác thì chắc chắn có thể kiếp tới quả nó không có, nó chưa có cơ hội cho quả, bởi vì trong thiền kiếp mình tạo nhiều thiện pháp. Nhưng rồi cái thiện pháp nó mất năng lực thì cái ác pháp nó dẫn theo, nó kiếm chuyện được mình được như thường. Nam mô Bích Thầy giá. Dạ, Nam mô Bích Thầy giá. Con kính tri ân Ngài. Dạ, thưa Ngài, nếu mà nói như vậy thì hình như phàm nhân đa phần nếu như vậy mình cũng có thể, có khi những kiếp khác mình nếu mà còn sanh tử luân hồi thì mình vẫn có thể bị loại vô là đoạn kiến hoặc là thường kiến. Vậy thì con thấy trong cái chi pháp của người đắc sơ sơ quả thì hình như cái chi pháp đó có phải là ngay sơ quả mình đã diệt được cái tà kiến không thưa Ngài? Dạ, con kính trao mất lời cho Ngài. Nam mô Bích Thầy. Dạ, kính bạch chư tôn. Dạ, kính thưa chư quý vị.
mình nhớ là cái tâm đạo thứ nhất là tâm sơ đạo đó. Nhớ khi mà nó là đắc được cái sơ đạo này, giết nó diệt được hai cái loại phiền não, nhất tà kiến, thứ hai là hoài nghi. Thì rồi tùy theo mình nói theo tạng kinh thì nó loại ra là cái gì đó, ba chuyện bốn chuyện rồi này kem sùm, nhưng mà nói theo gì pháp rồi mình nói cái chi pháp, ngay cái thực tính pháp đó, thì cái tâm sơ đã phát sinh diệt được hai loại thực tính pháp. Thứ nhất là tà kiến, thứ hai là hoài nghi. Anh nói bậc sơ đạo không còn hoài nghi, không còn tà kiến nữa, là như vậy. Đó là nói theo cái ấy. Còn mình nói theo thần kinh thì thần kinh thì nó chia ra nhiều loại. Ví dụ như thiền cái thì nó ba bốn chuyện này kia xong là tùy theo quý vị học theo cái nào. Nhưng mà tốt nhất là quý vị nên nhớ cái chi pháp trước, rồi sau này muốn học thêm cái gì nhớ chi pháp là nó chắc chắn nhất. Thành ra bậc sơ quả thì diệt được hai cái đó, là bậc sơ quả không bao giờ hoài nghi về Phật, về pháp, về tăng, là nghi về xiệt khả, hoài nghi về danh sắc trong quá khứ rồi này kia, là cũng không còn tà kiến nữa, tức là 72 loại tà kiến là diệt hết, không còn dư, không còn dư sót cái nào. Nam mô Bích Thầy á. Dạ, Nam mô Bích Thầy giá, dạ con kính tri ân ngài, dạ con xin trao mít lại cho đạo tràng á. Dạ, sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân nhà Liệu Tông đã trả lời câu hỏi của Xích Hà. Dạ, cảm ơn Xích Hà đã cho những câu hỏi. Dạ, cảm ơn Phạm Vượng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, theo đồng hồ Nhật Quỳnh thì cũng không còn được mấy phút nữa đâu quý vị. Quý vị có thể đưa những bàn tay lên để đặt câu hỏi hoặc có những câu chích chát đi. Dạ, để cho Nhật Quỳnh được học với quý vị. Dạ, xin đạo tràng hoan hỷ cho những câu hỏi cũng như những câu chết chát ạ. Nhà con không thấy câu hỏi của quý nào cũng như không có câu chết chát. Ngài cho con hỏi một câu là về dân y đó bạch ngài. Hôm trước con nghe ngài giảng ở cái chùa nào ở bên Thái Lan đó, là có người xếp hàng dân y đến cả trăm năm. Dạ, nhưng khi mà mình tác ý để mình dân y Katina mà mình chết đi rồi, thì cái khi mà cái buổi lễ dân y đó con cháu mình làm, thì lúc đó mình có thành tựu như lúc nãy ngài nói là ba điều là tận tay mình dâng rồi mình quan hỷ rồi mình thế này thế kia vậy đó. Dạ ba thời, đúng rồi ba thời. Dạ như vậy khi mình chết rồi làm sao mình đâu còn biết gì nữa đâu, biết mình tái sanh ở cái phương trời nào để mà mình quan hỷ cái việc dân y đó bạch ngài. Tại sao mình phải làm cái điều đó? Con kính nhân mít đến ngài, ngài chỉ dạy cho con ạ. Nam mô Bụt Thầy. Nam mô Bụt Thầy. Dạ kính bạch Chư Tôn, hiện dạ kính thưa cho quý vị. Tại vì cái thường thường đó mình thấy ở bên Miến Điện đó, người ta chứ có những cái chùa đó, cái mấy ông sư trong đó pháp học pháp hành nhiều, học học cũng giờ nổi trội hơn các cháu khác, pháp hành cũng trội hơn các cháu khác. Người ta nghĩ nếu người ta dâng cái gì tới chữ tặng như vậy đó thì cái phước nó nhiều, nhưng mà cái chuyện họ quên nghĩ cái là họ chỉ làm mình được có cái phước trước khi làm thôi, chứ trong khi làm sao khi làm nó chẳng làm sao có được. Bởi vì hồi chúng tôi rời cái chùa đó, chùa chúng tôi ở xưa chùa Bạc Nam, hồi chúng tôi rời chùa đó cách đây cũng 20 năm, hai mấy năm rồi, mà lúc đó là từ cái bản mà ghi danh đó là 60 mấy rồi, tới 60 mấy rồi, tức là cái người là chúng tôi kỳ đó có gặp một người 40 mấy năm mới làm, hỏi bà chơi làm như vậy là thấy sao, mình biết nhưng mà mình cũng hỏi cho hỏi vậy thôi. Bà nói không, tiền cái tiền đó tôi biết là tôi làm lễ nghi đó, nhưng mà có thể phước không nhiều, tại vì lúc đó là tôi chết mất rồi, nhưng mà cái tiền đó tôi bỏ trong nhà băng, tôi nhờ đứa cháu ngoại tôi đó sau này nó sẽ làm
lễ nghi để nó ít nhất là nó hồi hướng phước báo cho tôi ha, đại khái vậy đó. Nhưng mà quý vị đừng bây giờ nghĩ cái kiểu đó đó, bởi vì khi mà mình nhắm mắt rồi đó, chưa biết mình đi đâu. Mình nhớ cái chuyện đó, có hai chuyện mà mình không có, nhiều chuyện mình không biết lắm, nhưng mà hai chuyện quan trọng nhất mình không biết. Và sau khi quý vị nghe chúng tôi nói rồi đó, có thể cuộc đời quý vị còn lại ngày mai hoặc là còn lại kiếp sau. Thành ơi, thì ngay cả chúng tôi những người đang thuyết cho quý vị nghe, nói quý vị nghe thì đóng gom rồi đó, chúng tôi cũng không biết chúng tôi còn ngồi đây hay là đang hội kiến với Diệp Dương về vấn đề tội ác. Thành ra quý vị đừng có thắc mắc. Thành ra khi mà mình mà không chắc mình có cái kiếp sau đó, thì khi mình đi như vậy đó, mình có biết mình đi là kiếp nào, là cái cõi nào không? Thấy không? Nếu mình có nhiều phước mà lên mấy cõi cao, ví dụ như cõi quá từ quá lạc thiên hoặc là tha quá từ thại này kia, dùng lên đó đi sướng thấy bộ sướng mấy, mà nhớ tới cái ngày mình được dân y ở đây. Thấy không? Nếu mà lên cái cung trời tới đại thiên dương còn mãi ra, nhưng mà đi xuống là khỏi nói. Thấy không? Xanh làm mèo làm chó rồi mà nhẹ nhất rồi cũng không có cơ hội để nhảy cái đó rồi. Thành ra theo chúng tôi đó, nghĩa là quý vị muốn xin lễ cái thiện tối đa chừng 5 năm thôi, chứ được quá thôi kiếm chỗ khác. Đó, kiếm chỗ khác. Mà thường người ta phải cái những cái chùa mà mình làm được nhiều phước đó, là người ta sắp hàng ta chờ trước, người ta đâu đợi cho mình, thấy không? Đó. Thành ra nếu mà mình muốn biết cái nhờ người trong nước, dù mình ở ngoài này nhờ người nước coi trong đó bao nhiêu cái chùa mà có khả năng đó, thì mình coi bao nhiêu cái chỗ lễ nghi, ví dụ ba cái chỗ thì mình muốn trở thành người thứ tư, còn may ra còn hy vọng, chứ còn thứ 10 trở lên chứ mấy. Chúng tôi nói quý vị rồi, bốn tay cái chưa chắc mình có ngày mai, mà có kiếp sau không chừng. Thành ra nghĩa là tốt nhất là làm liền tại chỗ đó, chứ không ấy vậy đó. Thành ra tại vì Việt Nam thì chùa chúng tôi không biết chùa nhiều hay không, nhưng mà Thái với điện chùa nó nhiều lắm. Thái Lan nó có tổng cộng 36.000 cái chùa, nước điện thì khoảng 40.000. Thành ra cái chuyện mà nếu mà làm ở thành phố lớn như Yangon hay là Mandalay thì có thiệt, nhưng mà đi ra những tỉnh ngoài thiếu gì. Đó, tính ngoài là mình cứ quen bác sư nào mà đi về mà dân con hoặc ông Mandalay học, hoặc là về Bangkok học, về Chiang Mai rồi tỉnh lớn học đó, mình hỏi ở cái vùng quê của quý sư đó có chùa nào ấy thì không, mình làm lễ nghi chùa đó thì nó cũng đầy đủ phước báo, chứ làm sao không đầy đủ được. Còn những cái gì mà mình nghĩ là cái chuyện cái chùa mà người ta có cái người học người hành đó đàng hoàng á, thì mình tới đó mình dân cúng cơm hằng ngày, gửi mình cúng cơm hằng ngày, nó vô quá nó cũng vô lượng, giờ không vô lượng. Thành ra mình cứ lựa nghe nói là phước báo liên đồng ý, phước báo liên ý rồi nó lớn thiệt. Nhưng mình có đủ cơ hội để làm theo tam tư, nghĩa là tới ba thời, nghĩa là trong sạch không? Không có, khó lắm. Thành ra mình làm cái gì là phải dối tay dối tới, cho người ta không dối tới thì không có nên. Mấy cái xứ ta nhiều chùa nhiều đồ thì người ta còn làm được, chứ còn mình không ở cái xứ đó thì mình đừng có bao giờ mình nghĩ tới cái chuyện đó chi. Ví dụ Việt Nam thì chúng tôi biết chùa Việt Nam được bao nhiêu, chùa Miên thì có thể có nhiều chút ấy, nhưng mà ở vùng 4 thì quý vị không biết nhiều, thì muốn thử thì cứ hỏi những vị nào dưới đó biết chùa Miên nào mà có nhiều sư học hành nó này kiếm dùng nó, thì hỏi cái bao lâu nữa thì có chỗ trống lễ nghi thì cũng xin cái không được, chứ có ai đâu. Chứ đừng có phải lựa chùa quen, chùa của bố tôi đi và tôi phải làm chùa đó, không có nên. Mình đừng có theo kiểu đó, mình theo cái chùa nào có sư có đồ trống rồi mình thấy họ không có, năm tới họ không có thì mình cứ xin năm tới làm lễ nghi vậy thôi. Đó là mình chuẩn bị rồi đầy đủ này kia tới giật dùng cho chư tăng này kia ông sùm vẽ nghi này, cái đó cũng có phước vậy, phải không? Làm tận tay là phước nhiều hơn. Nam mô Bích Thầy á.
Nam mô Bụt Đà Dạ, Nam mô Tam Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Dạ con kính đảnh lễ ngài Lưu Tông à. Sư sư trưởng ở trong chùa. Con có hỏi câu hỏi là sao ở Mỹ á, sư? Ở Mỹ á, con ở Mỹ mỗi lần mà dân y á, con có câu hỏi từ từ con hỏi là mỗi lần dân y vào chùa với cái người thí chủ, như sư nói là người đại thí chủ đó, dân bộ y đó là chánh, còn mấy người kia không có phước hết chứ. Mấy người kia mà dân bộ y ta đổi y là không có phước hay sao? Sư dạy nghĩ cho con, tại trước giờ con chưa bao giờ nghe sư tăng ở chùa mà nói là cái người thí chủ là có phước, còn mấy người kia không có phước hay là ít phước, không có nói vậy mà nói là hãy cái ngày dân y mình dân y là mình có phước y như nhau. Sư có thể giải thích con hiểu một cái chi tiết thế quan trọng không? Là người đại thí chủ với cái người mà dân y không phải đại thí chủ, cái phước làm sao? Dạ con cảm ơn sư ạ, con chúc sư nhiều sức khỏe. Nam mô Bụt Đà Dạ, kính bạch chư tổ này, kính thưa chư quý vị. Nếu mà dân y nó phước đồng đều nhau thì người ta dành ta làm đại thí chủ lễ dân y làm gì? Quý vị là nhớ đó, cái thí chủ mà làm lễ này là cái y luôn, cái vị thí chủ đó là được chư tăng lựa để là lễ lấy y làm lễ dân y. Còn mấy cái người mà có y mang tới mà không phải là thí chủ thì thường đó là y phụ tùng. Cho mấy ông sư ngoài cho đi vô chùa đó 20 người mà có mấy y đó là đưa mấy ông sư đó chứ làm sao lấy làm lễ dân y được mà. Đấy. Bây giờ nói như vậy đi. Trong cái nhà cái trong nước đó có một cái ghế để cho ông nghĩa là đắt vô đó ngồi mà gọi ông tổng thống đi. Hỏi cái ông đó với gia đình ông hướng dẫn cái người mà đi theo ông từ xưa giờ phụ tùng ở ngoài kia ông sụp đó phước giống nhau không? Phải không? Đó là lý do tại sao bên hay là cái điện mà nó sắp hàng nó dặn nó làm để nghi là như vậy. Nó làm thí chủ là vậy. Với thí chủ nhiều bây giờ thí chủ là nhiều người tốn tiền lắm chứ đâu phải dễ đâu. Đó, cái chùa đó mà Phật tử đông người ta tới rồi mà kêu ông chồng đại ăn để uống. Mấy người đó cho ông sư riêng cho mấy người đó này kêu ông chồng đó. Nhiều khi cái tiền nó rất là lớn. Mà mình thấy vẫn dành để làm thí chủ là thường thường là thí chủ là ví dụ mình xin được có tác ý những cái gì đồ phụ tùng mình là tới tại chư tăng đàng hoàng chứ còn không như giống như cái kia. Quý vị thấy mấy cái kia đội rồi người ta để sắp hàng bên góc rồi để chư tăng cũng làm gì làm chứ người ta đâu có để trước mặt chư tăng. Chỉ có cái của người làm thí chủ đó mới để trước mặt chư tăng. Là chư tăng tụng tuyên ngôn rồi mới giao y cho cái vị nào đó. Thành ra người làm chủ lễ cho người thì cái phước nó nhiều hơn không phải gấp nhiều lần chứ không phải một lần hai lần nó gấp nhiều lần vậy đó. Nó lo bao nhiêu chuyện đâu đó, mình ví dụ như mình bây giờ chùa có bao nhiêu ông sư đó, ví dụ mình đem quê tới mình đi nhớ Phật cái mình dân lên thôi, còn chủ lễ người lo bao nhiêu chuyện chứ đâu phải đâu, thì cái phước nó phải nhiều chứ, đã tốn công tốn ấy rồi người ta để ta làm được cái đó, người ta phước nó phải nhiều hơn chứ làm sao nó bằng được. Nam mô Bụt Đà Dạ. Dạ sa thú con chi ăn ngài hỏi. Dạ con hỏi tiếp theo một câu nữa cho tròn ý nghĩa con nghĩ. Dạ bạch ngài, ở con Mỹ cũng dân y nhiều chùa lắm rồi à, không con là một ít nhất cũng một lần làm thí chủ, nhưng mà con có thắc mắc cái điều này, con cũng không thắc mắc, nhưng mà không phải ngoài vấn đề mà mua cái bộ y không, mình phải lo từ trước mà nhập hạ đến gia hạ cho cái chùa đó ăn uống này nọ, rồi xong lúc mà chư tăng làm lễ, cái ngày làm lễ mời bao nhiêu sư đó, mình cũng không biết, rồi mình bỏ tiền, mình bỏ tài chánh vô để cho cúng dường cho chư tăng á, cái nhiều khi ở ngoài cái sức lượng của mình. Nhưng mà mình cũng phải cố gắng, mình cái anh em mình phụ cố gắng. Như vậy có đúng không sư? Hay là chỉ có bộ y thôi chứ mình, hay là lo ăn uống thôi chứ mình, mấy vị tăng mà đến mình đâu có biết được sư.
chẳng hạn như 10, 20 vị sư tăng mà đến mình đâu có bỏ, mình đâu có biết đâu, mà chư tăng ở trong chùa nói là phải, nếu muốn làm phước đầy đủ là tất cả những gì mà cái từ mình nhận là cái chủ ở chùa chi phí cái gì á mình phải lo hết. Như vậy có đúng không sư? Dạ con cảm ơn sư nhiều ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị, bây giờ thì họ bài ra nhiều chuyện vậy đó, tức là nãy vô trễ, vô cái web của chùa Bổ Long là trung tâm họ tông .org thì là đánh cho ta là lễ nghi của sư Tỳ Kheo Hộ Pháp, thì lên ngài nói rất là rõ ràng trong đó cho quý vị đọc để biết như thế nào. Bởi vì khi nói lễ duyên nghi là nó không có dính dấp nhiều chuyện giống như bây giờ. Dính dấp nhiều chuyện giống như bây giờ. Rồi vô đó là coi để cho biết. Chứ còn bây giờ mà nói tới nó luôn nó phiền à nhiều chuyện lắm. Thường thường lễ duyên nghi đó là Việt Nam giờ bài vô từ đầu tới đuôi cái đó là không có đúng. Cái lễ duyên nghi tắm mưa nó khác. Con xin làm lễ duyên nghi nó khác. Hai chuyện nó khác nhau, nó có liên hệ với nhau cả. Việt Nam là bài giả thêm nè, hỏi dân cái đó rồi làm phước cái gì khác nè, cái đó nó không có đúng. Tại vì theo thời Đức Phật đúng là bây giờ cũng vậy chứ không ai. Làm lễ duyên nghi là chỉ có chức cái là cái bộ y để mình dân cho chư tăng đó thôi, chứ không có liên hệ cái khác. Còn nếu mình có khả năng đầy đủ thì mình có thể mình tính thêm là tại cơm trưa, cơm đồ hôm nay nọ chung. Hoặc là như có tài chánh nhiều thì để phụ tiền tiền mình ra thì nếu có chùa là cái đó là cái chuyện mà độ phụ tùng trong lễ duyên nghi có cũng được, không có cũng được. Nhưng bây giờ mà họ ra là điều kiện vậy đó thì mình muốn làm lễ duyên nghi thì mình phải theo họ thôi Nhưng mà cái đó thì đúng luật thì không có, bởi vì vào thời Đức Phật quý vị cứ nhớ đi, ông sư là chỉ có tam y nhất bát thôi đó. Thì làm gì cần những cái món khác. Có bình bát thì mỗi ngày đi kiếm ăn được rồi. Chứ đâu có được giữ đồ ăn qua ngày hôm sau mình ở đâu. Nên nó giảng tiện là nó kia dân y nó giảng tiện. Dân y hồi xưa đó, đúng theo luật đó, chỉ cần sách cái nội tới dân y cũng được, mà giờ đúng thôi. Thì ông nào mà cái nội rách đó thì chứ tăng thị giao cho ông đó để làm cái y đó là y nội đó để làm lễ dân y. Thì không phải lập cả bộ y nha, không phải đi thằng về lê nội rồi đi dài trái cả ba cái đó là để không phải. Nếu gì đấy mà chùa nào làm đúng là để cái bộ y đó là trước mặt chư tăng chứ không phải giao dài đó, không có được giao cho bất cứ ai. Thì khi để trước mặt chư tăng quý vị thắc bạch là xin lễ đi thì chư tăng đó mới tuyên ngôn hỏi ông sư nào có y thằng già lê rách y trái rách à. Thì khi mà giao y cho ông sư đó thì ông chỉ lấy cái lời y mà ông cần thì ông để làm lễ dân y thôi, chứ không phải là cả ba. Mình nhớ chuyện đó, thành ra thời dân y thời Đức Phật nó rất là đơn giản, nó rất là tiện lợi, ai cũng có thể làm chủ lễ dân y được đó. Nhưng bây giờ là nghe nói tới năm sáu số zero bây giờ với số một là mệt quá, nhiều người đâu có khả năng làm được, người ta mới có là hôn bảo người làm chung à. Chứ hồi thầy Đức Phật thì không có đâu, mà cho tới bây giờ nhiều chùa thái miền họ cũng làm kiểu làm để cho đồng điều, ai biết được thì nhào ra xin làm lễ nghi thôi, chứ không phải nói là cha này giàu rồi làm lễ nghi cái ông kia nghèo làm lễ nghi thì không cho. Không. Nhớ bởi vì vậy vô cái chỗ đó thì lật ra đọc thì chứ còn không thì chúng tôi cũng không có nói nhiều rồi mai mốt là bị cầu bội nó đón đường mệt. Thì mình nhớ rồi đó. Nó có nhiều chuyện lắm quý vị, chứ không phải nó dễ dàng nhóm nhóm như mình tưởng đâu. Bây giờ thì có nhiều cái rất là khác biệt để chúng tôi nói quý vị là lật ra những cái sách mà các vị người ta có sự biết ta viết thành sách cho mình,
vô chỉ có đọc để biết cái đó là cái gì. Chứ còn nếu mà không thì quý vị làm quả, quý vị không biết quý vị làm ở đó để làm gì mà lắm. Nam mô Bụt Thầy á. Rồi còn 3 phút nữa, đồng hồ chúng tôi còn 3 phút nữa. Nam mô Bụt Thầy á, kính bạch chư tổng hiền hạ, kính thưa chư tổng sinh ấy. Như sinh nào bên ấy trong đạo tràng, tất cả phước báo nào, Phật sanh vào Phật thoại trong ngày hôm nay. Xin hãy làm mối duyên lành để tất cả chư tổng hiền hạ cùng quý các sinh nam bên ấy trong đạo tràng này có được cơ hội để chấm dứt các áo pháp ngũ ngầm nội tâm. Nam mô Bụt Thầy gia, nam mô Thầm Mạ gia, nam mô Sang Khà gia, nam mô Nát Tà Nát Tây Giá Sa. Như trong rung không có ai hết quý vị. Hai cả cũng đi rồi. Rồi. Phá qua tu sắp và mừng khả lăng rắc hẳn tu sắp và đề quá tà. Sắp và Bụt Thà Núp Hà Quỳ Nát Sà Đà Sô Thí Phá Quang Tu Tê. Phá qua tu sắp và mừng khả lăng rắc hẳn tu sắp và đề quá tà. Sapa Thamma Nupha Vy Nasada Soti Pavantu Te Pavatu Sapa Mankalang Rekhantu Sapa Devata Sapa Sankha Nupha Vy Nasada Soti Pavantu Te Nam Mô Bụt Thầy ạ. Sa thú lành thai, con xin thay mặt đại chúng trong room thành kính lãnh lễ tri ân ngài Liễu Tông đã từ bi giảng giải những câu hỏi trong đạo tràng chúng con, để chúng con tiến gần đến lời dạy của Đức Thế Tôn để được sự lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Một lần nữa chúng con thành kính lãnh lễ tri ân ngài và cảm ơn đạo tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu, và chúng con cũng thành kính lãnh lễ tri ân ngài đã chúc phúc cả đạo tràng. Dạ, nãy giờ con thấy ngài Tri Đức đã rời room lâu rồi nên không thỉnh ngài chúc phúc cho đạo tràng chúng con. Một lần nữa chúng con thành kính tri ân ngài. Phước nào mà chúng con đã trong sạch tạo được trong buổi học ngày hôm nay, chúng con thành kính dâng đến với chư tôn đức, nhất là ngài Liễu Tông, mong rằng phước này trợ duyên với ngài an vui trong đời sống phạm hạnh, thân tâm luôn an lạc, thành tựu đạo quả y như ý nguyện. Nam mô Bụt Thầy Giá. Nhật Bình kính mời quý vị cùng với Nhật Bình sám hối sau khi thính pháp ạ. Bụt tâm ăn ghê na quanh đê hăng ba đập hăng sông và ruột tâm ăn bụt thể dơ ca li tổ đô sơ bụt thơ khả mà tu tăng mà măng con đem hết lòng thành kính cuối đầu là trần dĩ chân Đức Phật là đấng chỉ tôn chỉ thanh các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo cuối sinh Phật bảo áo sát tội ấy cho con. Uất tam ăn ghê na quanh đê hăng thầm mạnh cha đức quý thần hòa răng thầm mê vô ca đi tô đổ sô thầm mơ ca mà tu tăng mà măng con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành ca tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo cúi xin pháp bảo sát tội lỗi ấy cho con. Uất tam ăn ghê na quanh đê hăng sanh khanh cha đức quý thọ tam ăn sanh khê vô ca đi tô đô sô sanh khô mà tu tăng mà măng trọn đêm hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phàm tăng và thánh tăng các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo cúi xin tăng bảo sát tội lỗi ấy cho con. Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh tâm hồi hướng quả phước mà chúng ta đã trong sạch tạo được trong buổi học ngày hôm nay ạ. Dạ đề quá ta san ti vi ha ra qua si ni thụ bê kha rê bơ thê kha rê ta hình ta hình ta tham ma đa nê na pa quan tu bu chi ta sa thình ca rôn tê ta vi ha ra man đa lê thê ra cha ma cha na qua ca cha phích kha bô sa ra mi ca đa na ba tê u ba sa ca ga ma cha đê sa ni ga ma cha is sa ra sa ba na phu ta su khi ta pa quan tu tê cha ra u cha ye bi cha an đa sam pa qua san se ra cha ta a tha vô ba ba ti ca
Nếu gia ni căng thầm ma qua răng ma thích cha tê sạp bê bi đưa khá sạc ca rơn tu sang khá dân. Thả tu chi răng sạ tăng thầm mơ thầm ma thả ra cha phục ca lạ sang gơ hô tu sạc mạc gơ qua a thả gia cha hê ta. Gia cha âm hai ra kạch tu sạc thầm mơ sạc bê bi thầm ma cha đi nở vua thanh sạm ba vua này gia ma thầm ma đi dập bà quê đi tê. Ngưỡng cầu ca tấn chư thiên a trong vòng tịnh xa ngự yên hằng ngày ngự nơi đền tháp xưa nay a những nơi biệt thật nơi